Hello Úc Thảo nha, hello cả nhà. Hello hello các tình yêu. Mọi người ơi vào đầy đủ đi. Hàng tiếp tục sale. Trời ơi sale nha. Nay like thôi chứ mai không like nha. Mai là mất đi kiếm hàng rồi. Nay like thôi nha, mai là không có like được rồi. Cả nhà vào lựa nè, đủ đơn để chiều hoàn chốt luôn nha. Chứ mai thì không có like nha. Chỉ like hôm nay thôi chứ mai không like. Nên cả nhà vào lựa nha. Tình yêu là thế, đôi khi làm mình ngỡ, đôi khi làm mình ngỡ. Thì một người đẹp nói rồi nhiều, làm thế khi ai chẳng còn biết nữa. Khi thương ai thì rồi chẳng mơ, vẫn cảm thấy ấm áp giữa thời. Rồi đồ thể thao chưa có Út ơi, đồ thể thao để mai chị đi kiếm thử mới có không chứ đồ thể thao là giờ chịu chết. Đồ thể thao bây giờ là không có bộ nào luôn á. Đồ thể thao là thua thiệt sự. Đồ thể thao là lần đó chị săn của shop kia đó. Cái chị nghỉ bán á, chị thanh lý á, thì mình mới săn được cái giá đó. Chứ bây giờ mà mình mà đi mua thì mình mà đi vào xưởng mình lấy thì giá chắc cũng phải là cao hơn chứ không có được như hồi đó đâu. Nhưng mà không biết có hàng không nữa, tại vì bây giờ các xưởng nó cứ tập trung có may khẩu trang không à. Tại vì dịch bệnh càng ngày càng tăng á, người ta cứ tập trung người ta may khẩu trang không. Chẳng thấy Rồi chia sẻ livestream cho Hoàng nha các tình yêu ơi. Chia sẻ livestream đi. Hoàng sẽ lên luôn đồ. Lên luôn. Tại vì hàng sale mà, cứ rảnh lúc nào thì hoàng sale lúc đó. Mục đích là muốn mấy bạn mà mua hôm qua được gần đủ đơn rồi thì hôm nay like cho mấy bạn mua cho đủ luôn. Còn khách cũ thì dễ rồi, khách cũ thì dồn qua đầu tuần cũng được không sao. Còn khách mới mà nhiều khi không ấy được rồi. Mọi người chia sẻ livestream cho Hoàng nha, để Hoàng lên đồ luôn cho mọi người nè. Rồi cả nhà ơi chia sẻ livestream nha, chấm chấm bài lên. Ai đang xem thì chia sẻ livestream lẫn chấm bài lên cho Hoàng nha. Rồi đây, cái này nè. Cái này là hàng chốt của khách rồi mà Hoàng sale nè. Rồi nha, chia sẻ livestream nó tóm lại là bây giờ là bán cái giá này là bán như là kiểu như là vừa bán vừa tặng vậy đó. Chứ không có giống như là mình đang bán đâu. Cái giá này mà thực sự mà nói thì không có giống giá mình bán nữa, mà giống cái giá như là mình vừa bán vừa tri ân vậy. Không có có lời, thậm chí còn thâm vốn nữa. Rồi còn sót một cái áo phao nữ nè, siêu đẹp nha. Áo phao này là cả nhà biết không, người ta để giá bán ở trên đây tới 210.000 nè. Shop nó thu về nó bán tới 210.000. Rồi một chiếc áo phao nha, áo phao hàng xịn sò lắm.
xe cho cả nhà giá 59.000 nè. Áo khoác phao nha, áo khoác phao nha. Cái này là nó bán cỡ 180-200.000 á. Form này là 60kg nha, 60kg trở lại mặt mới đẹp. Xe cho cả nhà giá 59.000. Cái này thì nó chỉ còn sót lại 1-2 cái thôi chứ không hề có nhiều nha. Áo khoác phao nha. Ủa phao mình nhảy xuống nước nó có nổi lên không trời. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng cực kỳ đẹp, hàng này là bao xịn luôn nha. Đây nè, cái dây kéo nè, thấy rõ không? Cực kỳ xịn xịn lắm mà không có nhiều nữa. Cái này là sale là hết luôn á. Nó tóm lại là bán cho qua mùa dịch và giữ tương tác cho Facebook thôi. Chứ đâu có muốn like ban đêm lắm mà không like được luôn á. Chỉ like được ban ngày thôi, ban đêm là chịu luôn. Em hello chị Hạnh Tuyết nha. Rồi cả nhà chia sẻ live stream cho em nha. Mỗi chị thương em chia sẻ cho em một lần, hai lần. Mấy chị cứ chia sẻ về trang cá nhân giúp em là ô tốt rồi. Em không cần mấy chị phải chia sẻ vào hội nhóm đâu. Cho nên là nó cũng không có phải chặn Facebook hay là các gì đâu. Rồi ok nè, cái áo phao này cho chị Hải Trần nè. Trời ơi cái áo này là mùa lạnh á, mặc cái áo này sướng vô cùng luôn. Rồi ok cho chị Hải Trần nè. Là hết nha, có một cái một vậy thôi. Bây giờ muốn mua cái thứ hai là không bao giờ có cả nhà. Em nói thật luôn á, muốn mua cái thứ hai không có. Rồi cái legging này nè, bình thường á là em bán tới giá 25.000 luôn á chứ. Rồi bây giờ em sale luôn cho mọi người 10.000 nha. Từ từ để em nói cái form đã. Form này là cỡ 52kg trở lại mặc được. Quần thì có túi nha, cỡ 52kg trở lại mặc được nè. Rồi em sale cho mọi người 10.000 luôn. Đó, vừa bán vừa tri ân cho mọi người nha. Rồi ai lấy legging chốt cho Hoàng legging. Cái này là cỡ 52kg mặc ok. 52kg mặc ok nha. Rồi chốt cho Hoàng legging 10 nè. Chốt cho Hoàng legging 10 nha. Vừa bán vừa tri ân á, chứ đồ nhà Hoàng thì mọi người mua quanh năm suốt tháng mọi người biết rồi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng legging 10 cỡ 52kg trở lại mặt đẹp. Legging 10 nha. Ai lấy legging 10 chốt cho Hoàng legging 10 nè. Hoàng Hữu ơi, có lựa gì vào lựa thêm nha em ơi. Lựa thêm cho đủ đơn rồi chị chốt luôn cho nó dễ. Tại vì đơn em nó cũng chưa có đủ. Rồi ok cho chị Hải Trần nè. Rồi cả nhà chia sẻ live stream cho em với nha. Em like một xíu nữa là khách vào đông liền à. Cái hàng sale này là xíu nữa mấy chị dành nhau phật phật liền à. Rồi em cảm ơn chị Hạnh Tuyết đã chia sẻ live stream nha. Rồi bộ này em sale 35.000 luôn nè. Bộ này là em sale 35.000 nha. Bộ cô tông hàng xịn sò luôn cả nhà ơi. Bộ cô tông hàng xịn sò nha. Chỉ còn đúng sót một bộ nè. Bộ cô tông hàng xịn nha. Bộ cô tông hàng xịn này, form này cỡ 50kg trở lại, 50-52kg trở lại nha, 50-52kg trở lại. Hàng này là hàng cô tông rất là xịn luôn, 50-52kg nha, quay đầu trở lại nha cả nhà. Rồi 50-52kg quay đầu trở lại, sale 35.000. Hàng này là quần có túi nha, màu đỏ ở trong hình nó vậy chứ ở ngoài cái màu này cưng lắm chứ không có đỏ. Nó tóm lại nó ở ngoài dễ thương lắm. Rồi 35.000 luôn, ai lấy chốt cho Hoài. Bộ cô tông xịt nha. Cái quần của nó là nó có cái logo y như cái áo luôn, y như cái logo bên cái áo luôn nha. Rồi ai lấy bộ cô tông chốt cho Hoàng bộ cô tông. Quần là có túi mà siêu sâu luôn như vậy nè, chứ không phải là túi mỏng đâu nha. Rồi ai lấy cô tông chốt cho Hoàng bộ cô tông 35.000 nha. 35.000. Cái này là bộ là bé Kim Thanh nó lấy hết á, nhưng mà lại sót lại đây nè. Trang Nguyễn 35. Rồi ok Trang Nguyễn bộ cô tông 35. Trang Nguyễn này là mua đơn bên chị rồi mà. Chị nhìn thấy avatar quen. Trang Nguyễn là mua bên chị rồi đúng không? Ok, chốt cho Trang Nguyễn nè. Rồi cả nhà vào đông đông đi. Vào đông đông chia sẻ live stream mạnh cho Hoàng đi. Hoàng lên đồ, nhiều đồ lắm. Còn nhiều đồ lắm, Hoàng sale hết cho cuối tuần sale. Ngày mai Hoàng sẽ đi vào xưởng Hoàng xem thử là có lô gì mới không, Hoàng đi gom thử coi. Ok nè, bé Nguyễn Trang nè, 35.000 nè. Rồi cái bộ này trước Hoàng bán 55.000 một bộ á. Dạ, cái nào á mọi người ơi, mọi người cứ từ từ bình tĩnh mọi người nghe. Cái đồ nào khi mà em dơ lên á, thứ nhất là em cũng nói giá tiền, thứ hai là em cũng nói số ký. Không khi nào mà em live stream mà em nói khơi khơi hết, cho nên mọi người cứ im lặng, bình tĩnh là mọi người sẽ nghe được hết nha. Không khi nào em không nói ký, tại vì không nói ký thì mấy chị đâu có biết nhiêu ký mà mấy chị đặt. Lúc nào Hoàng cũng nói ký và lúc nào cũng nói giá tiền hết, để cho mấy chị xem thử là ừ cái giá nước thấy rẻ thì mình mua, thấy rẻ thì mình mua, thấy vừa ký mình thì mình mua, hay là mình có ý định mua cho con cháu gì đó mình mua nha. Chứ không khi nào không nói ký, cho nên là mọi người cứ yên tâm, cứ nghe là sẽ được nha, nghe là sẽ được, cứ đừng hỏi. Mọi người hỏi là nhiều khi chẳng nghe đâu. Rồi cái bộ hoa này nè, Hoàng còn một ít cái bộ hoa này Hoàng sale luôn cho hết.
mai Hoàng đi xưởng kiếm hàng khác cho mọi người nha. Rồi bộ này là mấy bữa bán 28.000, hôm nay Hoàng sale luôn cho mọi người nè, 22.000 nha, nó vẫn còn đủ màu, 22.000 một bộ nha. Bộ này là bộ chữ LV. Cái mẫu này Hoàng bán 22.000, chứ mấy chỗ shop khác là nó bán 100.000 ba bộ. Cái đó là Hoàng khẳng định luôn, tại vì cũng lấy từ một chỗ như nhau mà. Người ta đang bán một, tại vì cái này là mình nhập vô là đã muốn gần 28.000 một bộ rồi, tiền xe đồ về tới đây á. Đó, không phải 28 lộn, 26.000 một bộ rồi. Bán là người ta phải bán 26, người ta bán 35 rồi, người ta từ các kiểu thì người ta còn lời chắc mấy ngàn một bộ á. Hoàng thì chỉ lời được có 1-2 nghìn thôi, mà bây giờ Hoàng sale 22 nghìn luôn nha. Form này là 55kg mặc được, chất vải là KT lụa. Cái nào Hoàng biết cái chất vải gì thì Hoàng nói chất vải đó nha. Rồi mọi người coi kiểu, coi dáng đi, rồi Hoàng sẽ cho mọi người xem màu. Nè, bộ hoa và chữ là LV nha. Hello cô Kim Loan nha. Bộ hoa chữ LV sale luôn cho mọi người là 22.000 cái bộ này. Và nó đang còn là đang còn đủ màu nha. Bộ này là chất KT lụa nha. 55kg trở lại là mặt cực kỳ đẹp ha. 55kg trở lại mặt cực kỳ đẹp. Phía đằng trước là nó có cái điểm nhấn nè. Đó. Và tay nó là cánh tiên như thế này nè. Vô cùng đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn á. Bộ này nè, bộ hoa nha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ cho mọi người xem màu. Màu này là màu hồng phấn nha. Hồng phấn nè. Màu này là chốt cho Hoàng là màu hồng ruốc nè. Rồi màu này là màu cam đất nè. Màu cam đất nè. Rồi màu này là màu xanh nha. Màu xanh. Màu này là màu vàng. Rồi ok, Hoàng còn chừng đó bộ sale luôn cho mọi người giá 22.000. Còn cái chừng này nè. Mỗi mẫu màu thường thường Hoàng về á, là mỗi mẫu Hoàng về cả trăm bộ. Là có nghĩa là cái mẫu hoa này, lúc ban đầu Hoàng về là cứ một mẫu vậy là Hoàng về 100 bộ đó. Bán rồi còn sót có tí xíu gì thôi, Hoàng xả lỗ luôn cho mọi người cho hết mẫu này luôn nha. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nè. Ai lấy thì chốt cho Hoàng màu nha. Bộ lụa chữ kèm màu cho Hoàng. Bộ lụa chữ kèm màu nha. Hồng phấn nè, hồng ruốc nè, cam đất nè, vàng nè, xanh nha. Rồi ai lấy thì chốt lên cho Hoàng, còn không thì Hoàng qua mẫu nha. Mọi người cứ chấm bài giúp Hoàng, ai lấy thì lấy, không lấy thì cứ chấm bài. Màu hồng phấn nè. Màu hồng ruốc nè. Rồi màu xanh nè. Rồi màu cam đất nè, màu vàng nè. Không em, áo khoác phao chỉ có một cái duy nhất thôi, cho nên là nói rồi, ai vào sớm ai hên thì mua được thôi. Mấy cái hàng sale này là thiệt sự mọi người biết không, còn số lượng rất là ít, cho nên là Hoàng sale lỗ, chứ bình thường không có giá đó, cho nên là ai hên thì mua được thôi. Ai hên thì mua được chứ nó không hề có lặp đi lặp lại đâu. Có nhiều mới nhập về không lẽ mình bán lỗ. Nhập về thì ví dụ như mình không bán lời nhiều quá thì mình cũng phải lời đôi 3.000 chứ. Mình bỏ công sức mình livestream gói hàng các kiểu mà. Đó, chỉ có là còn một số lượng, ví dụ như 100 bộ mình bán đi hết rồi, còn một ít như thế này coi như gọi là tiền lời của mình thôi. Tiền lời của mình thôi thì bây giờ mình sale mình lấy lại vốn rồi mình về mẫu khác thôi. Chứ lúc khởi đầu thì mình cũng phải bán lời. Mình về 26 thì tệ mình cũng phải bán được 28 chứ đúng không? Rồi ai lấy thì tranh thủ chốt nha. Ai lấy thì tranh thủ chốt cho Hoài nha. Đẹp, cái mẫu lụa này dễ thương lắm luôn á. Cái mẫu lụa này dễ thương lắm. Bích Ngọc á, chị có báo đơn cho em rồi đó. Em vào Facebook Hoàng My á, xong rồi em vào cái phần tin nhắn á. Đây, để chị bài cho em. Em vào cái phần tin nhắn là em sẽ thấy cái đơn hàng chị gửi cho em. Cái gì? Mẹ đâu có gọi con làm cái gì đâu. Rồi, ai lấy thì chốt cho Hoàng, còn không thì Hoàng qua mẫu nha. Qua mẫu. Rồi, chấm bài lên cho Hoàng qua mẫu nha. Nó tóm lại là đồ lớn và đồ bé là cứ bây giờ cuối tuần rồi mà. Gặp mẫu nào thì Hoàng sale đại mẫu đó nha. Rồi ai muốn hốt được cái gì thì hốt. Hốt được cái gì hốt. Giá nào mọi người cũng vẫn lời hết á. Giá nào mọi người cũng vẫn lời và vẫn rẻ hết á. Rồi, một cái áo của bé nè. Áo này của bé nha. Gái trai gì cũng mặc được hết. Tại vì cái thằng có cổ này thì dễ mặc vô cùng lắm. Gái trai gì là mặc được hết nha. Sale cho mọi người 10.000. Form này là bé từ 8kg nha, bé 8kg đến cỡ 10kg. Bé gái hoặc bé trai 8kg đến 10kg mặc vừa nha. Cái mẫu này mọi người biết là lúc Hoàng nhập vô á, gần 20.000 một cái nè. Ngày xưa đi học được đi thi vỡ sạch chữ đẹp á. Rồi, ai lấy chốt liền cho Hoàng. Áo bé hồng nha, áo hồng bé 10.000 nè. Áo hồng bé 10.000, chất vô cùng đẹp luôn nha. Siêu xịn luôn á. Rồi cứ đụng cái mẫu nào thì Hoàng sale cái mẫu đó thôi. Ai hốt được cái gì thì hốt, chứ bây giờ hàng sale thì không có biết cái hàng gì đâu. Ok, rồi cho chị Hải Trần một áo nè, 10.000 nè. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng. Bích Ngọc, hàng của Bích Ngọc thì chị chưa có gói nha. Cho nên là Bích Ngọc có lựa thêm thì Bích Ngọc lựa.
Rồi ok cho cô Kim Loan một áo nè. Bích Ngọc có muốn lựa thêm á thì lựa rồi thôi chị dồn. Tại vì cái đơn của Bích Ngọc á thì chị chưa có gói. Còn mấy cái đơn khác chốt sáng ngày chốt xong là gói rồi á. Ok cho chị Hạnh Tuyết một áo nè. Ai lấy thì chốt cho Hoàng áo bé nha. Hạnh Tuyết một áo nè. Chị Hải Trần có, cô Kim Loan có, chị Hạnh Tuyết có nha. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng này. Đang còn cà ri luôn. Áo này đang còn cà ri luôn. Áo bé này đang còn cà ri luôn ông ơi. Rồi nha, ai lấy nữa thì báo Hoàng. Để Hoàng coi thử cái màu xanh kia là cái gì vậy. Hôm nay là like xong là phải cột lại chứ bỏ nó bừa bộn quá à. Nó bừa sờ lừa hết. Rồi còn một cái màu xanh này mà không biết là mẫu gì đây. Ê cái màu xanh này là áo người lớn. Ê nó bị dính bụi một chút xíu đây nè. Rồi tặng cho mọi người nha. Chốt cho Hoàng áo tặng nè. Áo này là áo người lớn mà nó bị bụi nè. Thấy chưa. Còn gel, còn sữa rửa mặt con bò với gel gừng thoa mỡ bụng không em? À, dạ con chị lấy bao nhiêu chị báo em đi em soạn. Tại vì em vừa bỏ sỉ mà em vừa bán lẻ nữa cho nên là nó có nhiều khi nó hết bất ngờ lắm. Ok Uyên Thuyền nha, rồi cho cô Kim Loan thêm một áo nữa này. Ok em Uyên Thuyền nè. Ok nè, cái bộ vừa rồi chị tặng em có mặc vừa không? Rồi tiếp tục nè, một cái áo hồng cho Ngọc Hà. Ngọc Hà khách mới hả em? Khách mới thì cho chị xin thông tin số điện thoại địa chỉ luôn nha Ngọc Hà ơi. Ngọc Hà áo mới, quên lộ khách hàng mới thì cho chị xin thông tin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mọi người ơi có đơn á, mọi người chủ động nhắn tin vào Messenger giúp Hoàng nha. Nhắn tin vào Messenger thì là Hoàng sẽ chốt hàng nó ok hơn. Chốt hàng ok hơn, nó rõ ràng hơn. Mọi người khỏi phải lăn tăn là người ta có tính sai cho mình hay không. Rồi ok nè, một cái áo tặng nè. Áo tặng này em chốt cho chị Hải Trần nha. Áo tặng này chốt cho chị Hải Trần nè. Áo tặng này chốt cho chị Hải Trần trước nè. Yên tâm đi, em dọn kho thì kiểu gì là cũng có cái bụi này vừa chị dễ thương lắm hả. Rồi ok em. Rồi kiểu gì là cũng có cái là nó bụi hay là nó gì đó là em tặng cho mọi người cứ yên tâm. Chia sẻ livestream rồi chị Kim Yến là còn lấy cái gì thì báo em luôn. Còn hàng thì em soạn cho. Cái này là cho chị Hải Trần không đồng nè. Cho chị Hải Trần ok nè. Tặng cho chị Hải Trần nè. Rồi chấm bài lên cho em nha. Chấm bài chia sẻ lên cho em. Má ơi, còn sót một cái áo màu xanh 10.000 nè. Bé 8kg đến 10kg nè cả nhà. Còn sót một cái áo màu xanh bé 8kg đến 10kg mặc vừa nè. Rồi ai lấy áo xanh thì chốt cho Hoàng áo xanh. Áo xanh hình như có một cái một á. Sót có một cái một nha, áo màu xanh nha. Khách cũ mà hả? Ủa vậy hả? Ừ, tại vì là có mấy Facebook Ngọc Hà luôn cho nên là không có nhớ. Khách cũ thì xíu nữa Ngọc Hà vào Messenger á, vẫy vẫy tay giúp chị. Tại vì là nhiều khi nó trùng tên chứ không phải là chị không nhớ. Hiểu không? Một ngày vậy á, Ngọc Hà, có một bé Ngọc Hà là dưới miền Tây, rồi một cái bé Ngọc Hà ở Tây Ninh nữa. Mấy Ngọc Hà luôn. Mà tên Facebook thì nó trùng nhau mà. Cho nên nhiều khi không có nhớ khách nào hết. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng này áo xanh này nha. 10.000 nha. Có một cái áo màu xanh thôi. 10.000. Rồi tiếp tục nè. Rồi một cái đầm tôn này lên này xả luôn cho mọi người giá 10.000 cho nó hoan hỷ luôn ha. Cuối tuần vui vẻ hoan hỷ luôn. Form 55kg trở lại mặc ok nha. 55kg trở lại mặc ok. 55kg trở lại là mặc ok ha. Chốt cho Hoàng đầm 10 nha. Chốt cho Hoàng đầm 10, chất vải là tô nền len nha. Chất vải là tô nền len, sale luôn cho mọi người 10.000. Ai lấy thì chốt cho Hoàng sale luôn 10.000. Chị Kim Yến lấy cái gì thì chị phải nhớ báo trước cho em nha. Chứ nhiều khi chị xuống bất ngờ dưới cửa hàng là không có. Tại vì nhiều khi là em đặt cho sỉ cho lẻ tùm lum hết á. Cho nên là mọi người phải báo trước với em mỹ phẩm. Tại vì có lúc em đóng cho sỉ rồi nữa. Có lúc thì em sale cho khách lẻ nhưng có lúc thì em đóng cho sỉ. Rồi ok, áo màu xanh này cho Trang Nguyễn nè. Áo màu xanh cho Trang Nguyễn nha. 10.000 nè. Rồi đầm 10 nè. Ok nè, chốt cho Trang Nguyễn nè. Đầm 10 chốt cho Trang Nguyễn nè. Khách mới á, thì nhớ cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ khi chốt hàng luôn Hoàng mới chốt nha. Rồi nè. Một sữa rửa mặt, một gel một tấc gấu. Rồi ok, một sữa rửa mặt hả? Một sữa rửa mặt, một rồi ok chị, ok chị. Rồi, tiếp tục cái mẫu này nè.
Chị Nguyễn Thị Mười ơi, chị có inbox cho em mà em cũng có inbox cho chị đó. Ý là em thấy chị cho em khu phố Lâm Hòa gì đó, nhưng mà em không biết là chị ở huyện nào, tỉnh nào chị ơi. Tại vì phải biết ở huyện nào, tỉnh nào thì em mới biết tiền ship bao nhiêu. Vì nếu như mà trong tỉnh Bình Thuận á, thì phí ship chỉ là 10.000 đồng trên một đơn nha, chứ không phải là 10.000 đồng mà đủ 100.000 là 10.000, không phải là như vậy. Có nghĩa là một đơn hàng mọi người mua bao nhiêu cũng được, nhưng chỉ cần là một đơn như vậy là 10.000 tiền ship đối với tỉnh Bình Thuận. Còn nếu như mà ngoài tỉnh thì phí ship là 30.000 nha. Yến Thanh không có chia sẻ livestream nha. Yến Thanh không có chia sẻ livestream. Rồi tiếp tục, áo này share cho mọi người 10.000 luôn. Rồi nha, chị Nguyễn Thị Mười, chị cho em huyện với lại tỉnh luôn. Rồi em có, sáng nay em có chốt sơ hàng, chốt qua gửi qua Messenger cho chị rồi đó. Chị có mua gì thì chị lựa thêm, là kết thúc livestream là em sẽ chốt và cho hàng đi luôn nha. Vì nay là cuối tuần rồi nên là em không có giữ hàng qua đầu tuần được nữa. Ai mua ít mua nhiều gì đủ thì em cho đi, còn nếu như không đủ thì em xả cho bạn khác mua, lần sau mọi người vào lựa. Mà lưu ý là lựa 2-3 lần như vậy mà vẫn không đủ đơn thì lần sau em không có chốt nữa nha. Mất công. Ưu tiên như những bạn mà mua mà chốt là được, chốt là được. Tại vì hàng sale mà em cứ like đi like lại, ngày nào em cũng lên em like như một cái con gì cắt cổ á. Trời ơi, mỏi hết cả miệng luôn. Rồi cái này là 58kg trở lại nha. Chất là chất thun gân Borip. Nó là dạng mà crop top á. Mặc vô là siêu dễ thương như vậy nè. Nha, mặc vô là cực kỳ dễ thương luôn. Hàng Zara đàng hoàng nha, 10.000. Ai lấy chốt cho Hoàng Áo 10 nha. Chốt cho Hoàng Áo 10 nè. Khách mới thì mọi người là xác định thật sự muốn mua thì mua nha, không muốn mua thì thôi, không có sao hết. Dư tin tưởng mình cứ theo dõi livestream, khi nào đủ tin tưởng thì mình mua, chứ Hoàng cũng không có cần vội vàng vội vã gì hết. Mất công mọi người mua mà trong lòng bên Hoàng là không đồng kiểm nha. Hoàng có ghim đàng hoàng rồi đó. Em gộp đơn chị luôn nhé. À vậy ha. À bé đó là khách quen á, quen chị Hạnh Tuyết hả? Rồi ok, khách quen thì em rất là thoải mái luôn. Rồi ok, Yến Thanh áo xanh này, ok chốt cho Yến Thanh này. Nói tóm lại là có người nào giới thiệu khách cho em là em rất là thoải mái luôn. Tại vì biết rồi, mua dễ. Rồi ok, chốt cho chị Hạnh Tuyết này, Yến Thanh này, áo xanh 10.000 nè. Rồi ai lấy áo xanh nữa thì chốt áo xanh cho em nha. Em còn mấy cái đây, còn 2 cái, ai lấy nữa không? Không lấy em qua mẫu nha, còn 2 cái áo xanh nữa 10.000, ai lấy thì chốt cho em, không lấy em qua nha. Ai lấy chốt cho em áo xanh, không lấy em qua nha cả nhà ơi. Qua mẫu. Em bây giờ là em đi xe tán lại âm binh hết trơn á. Rồi ai lấy thì chốt cho em. Có quần ngố không chị? Một xíu nữa chị mới like em. Cái gì cũng có hết mà tí nữa chị mới like. Chị like từ từ nó sẽ tới. Rồi sale luôn cái áo hot girl cho mọi người. Hôm nay sale luôn cái đồ hot girl này giá 9.000 luôn đi cho nó xanh. Ok, bé Trang Nguyễn một cái áo nữa đúng không? Ok Trang Nguyễn. Cái này là sale mọi người, sale cho nó gọn kho á. Cuối tuần là chủ nhật là Hoàng không có like, vì chủ nhật là phải đi săn đồ, đầu tuần mới có mà bé. Chủ nhật là phải đi Sài Gòn, đi tùm lum hết. Ngày xưa không bầu bí là đi ghê lắm, mà bây giờ bầu bí thì không biết sao đây. Đi rồi dần dần sóc sóc rồi bà chồng bà chửi chết. Ok này cho Trang Nguyễn nè. Mới đầu nhìn thấy mặt bé Trang Nguyễn còn trẻ con, tưởng đâu là con bé nó không mua hàng uy tín, ai ngờ bán đơn đầu tiên rồi mua rất là uy tín luôn. Ok, chốt cho bé Trang Nguyễn nha. Còn một áo nữa ai lấy thì báo Hoàng chốt luôn. Rồi áo hot girl này là Hoàng sale cho mọi người là giá 9.000 hết luôn nha. Áo hot girl này trước Hoàng bán 25.000 á, giờ còn một ri Hoàng không biết mẫu gì, mở ra trúng mẫu gì bán mẫu đó mà sale luôn 9.000 nha. Rồi form này á, là 60kg trở lại mặc được nè. Hoàng nói là Hoàng nói cái số ký tối đa để mọi người tưởng tượng ra được nè. Cái này mà mọi người mặc với lại cái... Ê, lúc trước mà Hoàng chưa có bầu cái áo này Hoàng chơi cũng vừa luôn á. Rồi ai lấy áo hồng chốt cho Hoàng áo hồng 9.000 nha. Lúc trước Hoàng chưa có bầu cái này Hoàng cũng mặc được với quần sọc trắng này mà mông bự lắm. Tại vì áo laptop thì nó phải lòi mông, lòi mông mà. Mặc quần đâu có phủ xuống được cái mông á, nhìn thấy béo lắm. 60kg trở lại ai lấy chốt cho Hoàng áo hồng 9.000. Hoàng xả cái đồ hot girl này 9.000 hết cho mọi người đây. Rồi ai lấy áo hồng chốt cho Hoàng áo hồng 9.000 nha. Vậy đó, chứ mà không tin Hoàng đứng giờ Hoàng mặc cái mọi người thấy hú hồn liền à. Bây giờ thì bà bí được 2 tháng rồi không biết mặc có ổn không. Rồi ai lấy áo hồng chốt cho Hoàng áo hồng 9.000 nha.
áo hồng xe cho mọi người 9.000 luôn. Mọi người không mua thì Hoàng mới lạ hơn. Ráng nông mua thử cho mọi người coi. Trời ơi, nay bụng bự rồi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng áo hồng 9.000. Áo hồng đó 9.000 nha. Grab top hết áo này là toàn bộ áo hot girl mà. Rồi áo đen 9.000 luôn. Áo đen này sale 9.000 luôn nha. Rồi đè form 55kg trở lại mặc được. 55 mình thích thì mình lên đây cũng được, mà thích thì bẹt vai ra cũng được nha. Áo đen, áo đen 9.000 luôn. Ai lấy áo đen chốt cho Hoàng áo đen sale 9.000. Hàng bọc đục không à, hàng Quảng Châu không à, đẹp lắm luôn á. Cái lần đó Hoàng về cái lô hot girl này này tắt cho sỉ xong rồi, còn lại là Hoàng bán lẻ mà đẹp lắm nha, chứ không hề xấu một chút xíu nào. Làm gì mà có cái giá 9.000 cho một cái áo. Trời ơi, bây giờ 9.000 mua được cái ly nước mí thôi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng áo đen nha. Rồi sale luôn 9.000 hết luôn cho nó hết cái mẫu này. Trời ơi, dễ thương dữ vậy. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã trắng nè. Mã trắng này thì 55kg thiệt. Rồi ai lấy trắng chốt cho Hoàng trắng 55kg nè. Đây nè, mặc lên như vậy xong mặc cái quần jean bên trong thì chịu gì nổi, rất là dễ thương luôn. Rồi ai lấy chốt liền cho Hoàng nha. Trắng, áo trắng 9.000 nha. Đẹp lắm, bao cho các cả nhà mặc cực kỳ đẹp luôn. Đẹp ơi là đẹp chứ không phải là xấu đâu. Rồi ai lấy trắng chốt cho Hoàng mã trắng. Đen cho Trang Nguyễn 9.000 nè. Đen cho Trang Nguyễn 9.000 nè. Ok nè, Trang Nguyễn 9.000 nè. Một cái áo đen cho bé Trang Nguyễn nè. Đợi xíu Hoàng lại mặc thử cái áo crop top kia cho. Rồi nó đẹp lắm mà tự nhiên mọi người không chốt rồi Hoàng đang ức. Trời ơi cái áo này bị bụi rồi, thôi tặng luôn. Nè, thấy nó bị bẩn đây không? Nè, nè, hai vết nè. Mà hàng thì tan mạc đầy đủ chứ. Rồi chốt cho Hoàng áo tặng 55kg trở lại mặc vừa. 55kg trở lại mặc vừa chốt cho Hoàng áo tặng nghe. Nó bị bụi đó thấy không? Chốt cho Hoàng áo tặng. Chốt cho Hoàng áo tặng nha cả nhà. Tại vì ba cái hàng mà mình đi thu ba cái hàng sale thì kiểu gì đó nó cũng bị bụi hết trơn á, tại vì hàng người ta trưng bày mà. Rồi ai lấy áo tặng chốt cho Hoàng áo tặng. Rồi cái gì vậy? À, áo trắng cho Bích Ngọc ok nè. Cái đen trắng thì cho Bích Ngọc 9.000 nè. Bích Ngọc nè. Ok nè, cho Bích Ngọc nè. Bích Ngọc 9.000 nè. Ok nè, cho Bích Ngọc nè. Rồi tặng nè. Ok, tặng. Tặng cho ai đây trời? Tặng cho Yến Thanh nè. Ok nè. Tặng cho Yến Thanh nè. Yến Thanh 0 đồng nè. Rồi ok, áo tặng này cho Yến Thanh nha. Chị Nguyễn Thị Mười, chị ở đâu á chị ơi? Em chốt đơn cho chị rồi đó, em hỏi mà em không thấy chị comment đó chị ơi. Rồi một cái áo vàng 9.000 luôn, form này cỡ 50kg mặc đẹp. 50kg mặc đẹp nha. Ai lấy chốt cho Hoàng áo vàng 9.000 nè. 50kg trở lại. Nó tóm lại là bạn nào mà hot girl là mặc đồ này ok nha. Tại vì đồ này là đồ hot girl không à, toàn là bị đục hàng Quảng Châu hot girl cực kỳ đẹp. Rồi Hoàng tức quá, Hoàng lại thử cái áo hồng này cho mọi người xem là nó đẹp như thế nào nha. 9.000 mà cực kỳ cưng luôn. Đợi hồi xíu Hoàng tức quá, Hoàng phải đi thử cái áo này cái đã. Giờ cái áo này mà mặc mà không đẹp là không lấy tiền luôn. Không đẹp là không lấy tiền nha. Sale có 9.000 mà còn không chịu chốt nữa, Hoàng tức quá, Hoàng phải đi thử cái đã. Trời ơi, trước Hoàng bán cái mẫu đó là 25.000 á. 25-28.000 á. Giờ Hoàng sale lỗ luôn. Mà không chốt Hoàng tức quá, Hoàng phải đi thử cái đã. Nó hơi bị cưng luôn nhưng mà 60kg trở lại thôi nha. Hoàng thử thôi chứ không phải là thiệt, tại vì Hoàng đến 68kg rồi. Đây, Hoàng thử cho mọi người xem nha. Cái kiểu crop top nó siêu dễ thương như vậy nè. Đó, nó như vậy nè. Hoàng bây giờ là 68kg rồi nha. Chứ bây giờ là Hoàng bầu bí mà. Chẳng qua là thử cho mọi người xem. Đó, mặc cái quần gọi là lưng cao á. Mặc cái quần lưng cao hay là đó, ở nhà mà mặc cái quần ring lưng cao á, hay là cái tầng sọt màu trắng á, là cái áo này nó mặc lên như vậy nè. Siêu dễ thương luôn. Cái tay thì mình thích là mình kéo lên cũng được. Đó nha.
Nó là Craftop như vậy nè. Rồi có 9.000 à. Nghĩ sao vậy? Sale 9.000 là sale lỗ hết gần 20.000 cho một cái áo á. Đó, mặc lên là nó như vậy nè, 60kg trở lại mặc được nha. Thì nó là cái dạng Craftop mà. Đó, mấy bạn thích ngắn thì mấy bạn tuột dây lên thì nó ngắn, còn không thì bình thường nó cỡ như vậy nè. Đó, nó bình thường nó cỡ như vậy nha. Bình thường nó cỡ như vậy để cho mình vừa đủ mặc quần lưng cao hay là mình đủ mặc với chân váy cao cao, nó chỉ hở ra một chút xíu thôi chứ không phải là hở ra dài. Có nhiều bạn nó thích mặc dài tốt lên đây thì sao, mình như vậy là bình thường mà. Đó là nó là như vậy nè, nó chỉ hơi chấm 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 như vậy thôi, siêu đẹp luôn nha. Hoàng nói thật luôn chứ, giờ Hoàng bầu bí mà Hoàng không có thử được mà ghiền giả man luôn á. Chị có thấy em không, Trần Xuân Nhi áo vàng nè. Ok nè, 9.000 nè, cái này là sale quá trời ơi, khổ lắm. Sale lỗ á, cho nó hết cái mẫu này á. Trần Xuân Nhi nè, Hoàng mà không bầu bí, Hoàng để là Hoàng mặc luôn á. Hoàng từ từ, Hoàng giảm cân rồi Hoàng bán cho Hoàng sale lỗ đâu. Trần Xuân Nhi nè, áo hồng cho Kim Thanh nè. Áo hồng cho Kim Thanh một cái nè, 9.000 nè. Ok nè, áo hồng cho Kim Thanh là một nè. Rồi tiếp đến là ai nữa cho Trần Xuân Nhi nè. Trần Xuân Nhi nè, 9.000 nè. Trần Xuân Nhi, rồi ok nè. Trần Xuân Nhi, chị Hạnh Tuyết nè. Có ai lấy áo hồng nữa không cả nhà? Có chị Hạnh Tuyết nè. Còn cái trên người Hoàng mặc không ai lấy, Hoàng để dành. Ít bữa nữa đẻ xong giảm ký rồi mặc. Đẻ xong giảm ký cỡ 50 mấy ký mặc là đẹp nhất luôn. Còn bây giờ thì nó hơi béo, bây giờ đang bầu bí nữa, ăn nhiều quá. Rồi tiếp tục nè. Chị mới vừa like chứ đà like gì đâu. Mới vừa like thất thì mới like được có 2-3 mẫu chứ nhiêu sale không mà. Ê còn một cái này nữa nè, 9.000 luôn. Cái này thì nó dài hơn nha, nhưng mà cái này thì cỡ 55-57 ký trở lại nè. Chốt cho Hoàng mã số 2. Cái này nè là cổ vuông nha, cổ vuông và nó dài hơn cái Hoàng đang mặc nha. Nè đó, ướm lên nó dài hơn cái Hoàng đang mặc. Nhưng mà mình có thích mặc ngắn thì mình rút hai dây này lên thì nó cao lên nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 1 đi. Ai lấy mã 1 chốt cho Hoàng mã 19.000 nè. Ai lấy mã 1 chốt cho Hoàng mã 19.000 nha. Chị lên đồ bộ đi, đợi chị xíu. Đợi chị xíu chị mới lên đồ bộ. Em nghe nè. Giờ anh đi xuống hãng phone bảo dưỡng xe hả? Thôi em xuống đây em ngồi, em mệt quá, em ở nhà em live stream nha nha. Thì ý là anh có mang theo tiền chưa? Vậy anh đi đi, còn hàng em nhắn con bé kia rồi. Vậy thôi anh đi thẳng luôn đi, anh về sớm anh mua cơm nha. Ờ thì bảo dưỡng xong rồi anh chạy qua nó, nhưng mà ý là rồi anh chút nữa anh về thì anh mua cơm luôn. Em ở nhà em chơi với Sari với em coi thợ chứ đâu bỏ nhà đi được nha. Có bộ tay dài không? Dạ không. Rồi ok nè. Cái này cho ai ta? Yến Thanh nè. Ok, áo này cho Yến Thanh nha. Yến Thanh nè, 9.000 nè. Bộ dài em bán hết trơn rồi. Ê, em nói lộn á, mã nó em nói mã 1 xong chút nữa em nói mã 2, sorry mọi người nè. Nè còn một cái áo này đẹp lắm nè, bà Kim Thanh nè, bà lấy đi. Cái này 9.000 nè, cái kiểu này siêu đẹp nè, bà Kim Thanh chốt cho Hoàng mã đen 9.000 nè. Cái này là siêu đẹp bà Kim Thanh ơi, hốt liền nha Kim Thanh. 55kg trở lại mặt đẹp, sale 9.000 chốt cho nè, bà Kim Thanh lấy đi. Màu đen, rồi cho chị hết luôn cái mẫu này luôn á. Mẫu này là mẫu hot girl mà đến giờ chị xả là chị hết luôn á. Tại giờ bầu bí rồi, bán mấy cái mã này không có mặc thử được nữa. Rồi 9.000 nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng. Rồi 9.000 mã đen này nữa là hết nha. Đồ bộ xíu xíu nữa là chị lên. Ủa lúc nãy chị có like bộ đồ đùi mà. Ok chốt cho Kim Thanh nè. Lúc nãy chị nhớ chị có like bộ đồ đùi, lúc đó Bích Ngọc chưa vô hả? Ok Kim Thanh nè. Lúc nãy chị nhớ chị có like. Quần em đang mặc dạ không, cái đó là chân váy chị lúc trước em bán 35.000 á. Cái đó là chân váy mà chân váy nhưng mà có quần bên trong nha. Chân váy mà có quần bên trong. Lúc hàng em về liên tục hết đó mọi người, chẳng qua mọi người không theo dõi live stream nên không mua được thôi. Chứ lúc nào em cũng về đồ liên tục hết á. Rồi chấm bài lên, cả nhà ơi chấm bài lên đi, em tìm đồ em xem.
cho chị xem áo cam tay dài treo ở phía sau. Sơ mi hay là áo khoác vậy chị? Sơ mi hay áo khoác? Rồi hai bộ này nè, xả luôn cho cả nhà 19.000 nha, số 1 nha. Ôi chờ em một xíu chưa hả? Rồi ok, đợi xíu là chị lên cho. Rồi cái này form này 48 kg trở lại mặc được nha, tại vì nó là số 1 mà. Rồi xe cho mọi người 19.000, chốt cho Hoàng là cái màu này là màu đen nha, Alex đen, chốt cho Hoàng bộ đen. Dạ không, chân váy không còn nha Phương Lan ơi, chân váy là mỗi đợt nó về một lô khác nhau á. Cái người nào mua cái đợt trước đó mới có chứ bây giờ thì đâu có đâu. Tại vì cái chân váy đó là chân váy big size á, bây giờ không có đâu. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Sơ mi cam hả, đợi một xíu đi em. Tại vì bình thường chị ít có khi nào cho khách xem lắm á. Đợi chị xíu. Đợi Hoàng xíu chứ lộn, không biết chị hay em nữa, cứ xưng chị quen. Em chốt mà chị có được đâu, sao chốt không được vậy em. Rồi ok cho bà Kim Thanh nè, 19.000 nè, hai bộ luôn. Rồi ok nè, cho Kim Thanh nè. Cả nhà chờ Hoàng xíu đi, cho Kim Thanh nè. Giờ sale cho mọi người là 35.000. Trước Tết là bán 55.000 nha. Cái này là còn sót lại nè. Giờ sale 35. For resize 45kg đến 65kg mặc vừa, 45 đến 65 nha. Chốt cho Hoàng sơ mi, 45 đến 65 chốt cho Hoàng sơ mi. Sale 35.000 nha. Sale 35.000 nha. Sale 35. Rồi cái đó cái con bé Kim Thanh nó chốt hết cha rồi. Con bé Kim Thanh nó chốt hết trơn rồi. Dạ không đâu, chị Nguyễn Thị Mười em hỏi chị quá trời luôn. Bộ đó mặc đẹp em lấy về bán hết rồi, cái mẫu cô tông đó hả? Ý là cái mẫu cô tông đó là thiệt sự là lúc đó chị thu được giá rẻ đó. Cho nên là chị mới bán giá đó, lúc đó là 100 bộ là chị chốt hôm đó là hết á. Hết luôn rồi đó. Rồi nè, bây giờ quay lại cái bộ lụa này nha. Nè, nhá sơ qua một lần cái bộ này nữa thôi rồi qua cái mẫu này nè. Sale 22.000 bộ lụa nhưng mà bộ đùi nha, 55kg trở lại mặc được. Mọi người ơi, ai chốt trước có trước, ai chốt sau có sau, chứ thiệt sự là hàng sale nên nó đâu có số lượng nhiều đâu. Mà không lẽ nhiều mình đem mình đi sale nó lỗ học máu luôn. Còn những cái mẫu nào mà em mặc là cũng đã có bán hết. Từ ngày em bán đồ em không có đi mua ở đâu hết trơn á. Em không có đi mua ở đâu hết trơn, toàn là đồ em bán em mặc thôi. Nhưng mà mọi người mua cái lúc này thì nó đâu có. Lúc trước á em, nó tóm lại hàng về theo lô mà. Em về theo lô thôi, có lô nào em bán lô đó thôi mọi người. Chứ còn đâu bao giờ em bán còn tồn đâu, nó tồn một hai bộ thì em cũng sale cho nó đi mất tiêu, chứ còn một hai cái em cũng cất làm chi. Rồi nha, bây giờ em qua lại cái bộ lụa một lần nữa rồi em cái bộ này em like đầu live stream, đáng lẽ em không quay lại này sợ mất thời gian của mấy bạn khác mà like này. Bộ lụa đùi nha, sale 22.000. Cái này người ta bán 100.000 ba bộ, hoàng sale cho mọi người 22.000. Form 55kg trở lại mặt đẹp. Được chưa? Bộ lụa đùi cánh tiên phía đằng trước là nhúng như vậy nè, có điểm nhấn ở đây. Rồi màu này là màu hồng ruốc nè. Màu này là màu hồng phấn nè. Màu này là hồng phấn nè. Màu xanh nè. Màu cam đất nè. Màu vàng nha. Rồi ai lấy màu nào thì chốt màu đó cho Hoàng. Sale 22.000 một bộ. Đó, còn cái chừng đó là sale. Lúc đầu về là bán 28.000 á. Bây giờ còn mấy bộ sale cho mọi người 22.000. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. KT lụa nha. KT lụa chứ không phải là KT thô cứng nha. Rồi mà 55kg trở lại mặt đẹp. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng, còn không thì Hoàng qua mẫu rồi từ từ đi tìm đồ hàng sale. Nhiều đồ lắm mà mọi người cứ từ từ mua, chứ bây giờ ai cũng yêu cầu xem cái này xem cái kia là chút nữa nó loạn xạ hết luôn á. Từ từ rồi Hoàng sẽ like từ từ tới nha. Mẫu nào cũng có hết, từ từ rồi like từ từ tới. Rất là nhiều mẫu luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng kèm màu nha. Bộ lụa này nè, bộ lụa đùi form 55kg mặt đẹp đó, xem màu chưa, màu xanh nè, màu cam đất nè, màu hồng phấn nè, màu hồng ruốc nè, rồi màu vàng đó, ai lấy thì chốt nha. Bộ này thì bán lúc trước 28.000 á. Rồi bây giờ qua tiếp tục xem mẫu khác. Ê, từ từ đã, nhắn tin cho cái con bé Mỹ Lệ khách sĩ này nó vô nó lựa cái đã. Nó lựa cái đã. Nó thích mấy cái mẫu này ghê lắm nè. Ý trời ơi, sorry. Rồi chờ Hoàng chút xíu, chờ Hoàng chút xíu đi. Hoàng nhắn tin cho con bé kia nó vô cái đã.
Mấy cái mẫu đầm này con bé này nó thích lắm. Cái gì vậy? Đợi Hoàng chút xíu, đợi Hoàng chút xíu. Mấy giây à? Màu hồng phấn cho Thu Hà, ok. Thu Hà hồng phấn đúng không? Thu Hà ơi, cho chị xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Hồng phấn cho Thu Hà này, còn có một bộ hồng phấn duy nhất à. Thu Hà cho Hoàng xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha. Cái này người ta đang bán 100.000 ba bộ nha. Không nói láo một lời luôn á. Rồi ok, 22.000 cho Thu Hà nè. Màu hồng phấn. Thu Hà ơi, cho chị xin thông tin số điện thoại địa chỉ. Có đơn chủ động nhắn tin vào Messenger giúp chị nha. Để chốt đơn nhanh nha mọi người ơi. Mọi người cứ chủ động nhắn tin giúp Hoàng để Hoàng chốt đơn nhanh cho mọi người. Rồi đầm thiết kế nè, sale luôn 19.000 nha. Đầm thiết kế sale luôn 19.000, dễ thương lắm. Đầm thiết kế nha. Cái chỗ này là mấy bạn gài nút là ủa cái gì vậy? À không phải gài nút mà cái này là thắt dây qua lại. Ê cái này là thắt dây. Mà tuột dây ra cha rồi. Tuột dây ra cha rồi, ai thắt cho nổi. Rồi cái đầm này sale cho mọi người 10.000 đi. Biết sao không, về mấy bạn tự luồn dây qua giúp Hoàng nha. Giờ chưa có luồn được. Đây nè, nó có một cái sợi dây á, sale 10.000 luôn. Mọi người về chịu khó luồn dây qua nha. Luồn dây qua, cho số điện thoại trên livestream, nhưng mà chút nữa xuống livestream á, nhớ nhắn tin lại vào Messenger giúp Hoàng nha. Tại vì mấy bạn nhắn tin là Hoàng hay chốt hàng dễ lắm, còn mấy bạn gọi điện thoại là Hoàng hay phiền. Nhiều khi mấy bạn không xem được đơn hàng của mình á, không biết bao nhiêu tiền, rồi mua hàng mà trong đầu nó cứ lơ mơ á. Rồi ok, cho Thu Hà, á quên lộn, cái này cho Kim Thanh nè, chị xe cho Kim Thanh 10.000 thôi, Kim Thanh về tự luồn dây vô giúp chị. Nó có cái dây đó nhưng mà chưa có ai luồn vô hết trơn á. Rồi tiếp tục sale nhanh nghe, mấy cái đồ sale này là sale lẻ, sale làng luôn. Rồi đầm thiết kế cực kỳ cưng luôn, sale luôn nha, sale luôn 19.000. Form này là 65kg trở lại nha, 65 cao 1m58, còn không là 57 thì cao cỡ nặng cỡ 63kg nha, nặng cỡ 63kg. Rồi ai lái chốt cho Hoàng đầm vàng sale 19.000 nha. 63kg trở lại là mặt đẹp tuyệt vời luôn nha. Rồi sale luôn. Đầm thiết kế nha. Cái này là đầm thiết kế nha. Sale luôn 19.000. Ai lấy chốt cho Hoàng đầm vàng. Form từ 63kg trở lại, chốt cho Hoàng đầm vàng nha. 19.000. Ai lấy chốt nhanh. Ai lấy đầm vàng, chốt đầm vàng nha. Ok, chốt cho Yến Thanh nè. Đó, mọi người đừng có hỏi gì hết. Chờ Hoàng sale là mọi người sẽ mua thôi. Là sẽ gom được rất là nhiều hàng đẹp giá rẻ. Đừng hỏi gì nhiều. Hỏi gì nhiều là nó rất loãng thời gian, là mua không kịp với khách đầu. Rồi đầm này nè 25.000 nha cả nhà. Đầm thiết kế này 25.000, form 63kg trở lại nè. Chốt cho Hoàng mã đầm xanh nha. Nó có một cái cọng dây cột nghe eo hay đâu đó ai biết. Rồi đây, quá dễ thương, 25.000. Chốt cho Hoàng đầm xanh nha. Form này là nếu như bạn nào mà dáng cao á, Hoàng là lúc trước Hoàng 65kg, Hoàng vẫn mặc rất là đẹp nha. Bây giờ Hoàng 68kg thì Hoàng mặc vô Hoàng sợ nó nới hết đường chỉ nên là Hoàng không có mặc thử nha. Chứ mà hồi Hoàng 65kg á, lúc Hoàng livestream cái mẫu này Hoàng vẫn mặc. Chốt cho Hoàng đầm xanh 25 nha. Chị Nguyễn Thị Mười ơi, em hỏi chị quá trời lần luôn á. Chị ở đâu, chị ơi cho em. Tại vì em thấy chị nhắn tin vào Messenger nhưng mà chị lại không có nói là ở huyện nào, tỉnh nào. Em hỏi lại chị là chị ở huyện nào, tỉnh nào, báo cho em luôn. Rồi bây giờ chị mua là em dồn đơn với lúc sáng, chị có ok không? Ok mình bắt đầu chốt nữa nha. Còn không là em xả mấy chị. Chứ em hỏi hoài em chẳng thấy ai trả lời em hết trơn á. Ok chốt cho Yến Thanh nè. Chút hồi em như con khùng vậy. Ok nè, Yến Thanh 25 nè. Mọi người nha, em hỏi mọi người ráng trả lời giúp em. Mọi người đừng có im lặng. Em hỏi miết em thấy em giống con khùng ghê luôn á. Mấy chị muốn mua hàng em hỏi mấy chị trả lời giùm em. Tại vì em phải biết mấy chị cho địa chỉ, có nhiều chị á cho mà không có cho huyện với lại cho tỉnh thì em không biết ở đâu để mà em chốt cái tiền ship được, biết không? Vì á là cái tên với cái con đường á với cái khu phố thì thiệt ra là mọi người mình tưởng là ở quê mình nó mới có cái tên đường đó đúng không? Ví dụ như ở chỗ em đang ở nè, đường Nguyễn Thị Minh Khai đúng không? Nhưng mà thật ra trong Sài Gòn thì thiếu cha gì đường Nguyễn Thị Minh Khai ở quận 3. Đó cho nên là mọi người phải cho em biết, và nhiều tỉnh khác nó cũng có đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người phải cho em biết là huyện nào, tỉnh nào. Đó, chị có đồng ý như vậy không? Chị cho em biết huyện nào, tỉnh nào và chị có đồng ý với cái đơn hàng lúc sáng rồi dồn không? Để em biết đường em chốt tiếp. Còn nếu như không là thôi em xả bán cho người khác nha. Chị Nguyễn Thị Mười nè. Rồi một cái đầm tím 25.000 cho em. Một đầm tím 25.000 cho em, y như cái mẫu đầm xanh mà màu tím nha, 25.000.
Form đây nè, ở dưới là nó dạng như vậy thôi. Nó tóm lại là nó rất là dễ thương nha. Em không biết dùng từ nào để diễn tả nữa nhưng mà cực kỳ đẹp. Đó, cuối tuần rồi em xả lớn cho mọi người. Mai em không live stream nha. Vì là mai là em đi tìm hàng rồi. Em bán mà nói là bằng hết cả sức lực luôn á. Chồng con á là không có muốn em làm dữ dằn vậy đâu, nhưng mà em cũng ráng em làm mà xịt máu mũi luôn á chứ, em nói thiệt luôn á. Chốt cho Yến Thanh nè. Mẹ chồng, mẹ ruột rồi anh chị em ruột đồ á hả, la chửi cả ngày, nói làm gì mà xịt máu mũi luôn, ghê vậy trời. Mà em có thích, em ham, em muốn làm á, mấy chị mua hàng hợp tác với em thiệt luôn á. Tại vì là biết sao không, thực ra thì em ở nhà em cũng chẳng phải con cưng đâu, em không phải là con cưng, nhưng mà em thả bầu bí chắc cũng phải là hơn 3 năm rồi á mới có. Tại vì con nhóc bây giờ là nó muốn học hết lớp 1 rồi, nó tóm lại là gần bước qua tuổi 8 tuổi rồi mà em mới có lại đứa này. Nên là người lớn là cứ muốn em giữ gìn sức khỏe, không muốn em làm nhiều. Nói là ví dụ như nhà mình mà cực khổ quá thì mày ráng mày cày cũng được. Còn nhà mình thì bây giờ nó tóm lại là cũng đủ ăn. Thôi thì nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe, đẻ xong đứa nữa rồi muốn làm cái gì thì làm. Tại vì mình cũng khó có con á. Em cũng ráng em cày mà xịt máu mũi luôn á mấy chị. Cho nên mấy chị thương em đó thì em hỏi mấy chị trả lời và mua hàng uy tín giúp em nha. Còn khi em, chứ còn bình thường là em cày dữ lắm rồi. Cái quần này em sale cho mọi người 15 ngàn luôn nha. Sọt rinh 15 ngàn, phôn này 60kg trở lại mặc được nha. 60kg trở lại mặc được 15 ngàn. Rồi còn hai cái nha. Ai lấy sọt rinh chốt cho Hoàng sọt rinh. 60kg mặc được nhưng mà 50kg mặc cũng được, 45kg cũng mặc được. Ví dụ như mấy chị béo thì sao, nó sẽ có cái độ ôm nha. Còn mấy cái chị vừa vừa thì nó sẽ không giãn ra. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng sọt rinh 15 nha. Xả hết luôn, sọt rinh 15. Bữa nay chốt hàng mấy ngày mới tới, cỡ thứ hai nó mới tới được em. Tại vì hôm nay thứ bảy đi hàng đúng không, thì chủ nhật đó là bưu cục nó nghỉ, nó sẽ không phát được, thì cỡ thứ hai là nó sẽ tới chỗ em nha. Đó, còn nếu như mà hôm nay không chốt hàng đi là phải qua đầu tuần nó mới chốt được. Chứ vì chủ nhật đó thì bưu cục nó cũng không có nhận hàng và nó không đi. Cho nên là ngày đây là ngày cuối cùng chị chốt là vì vậy đó. Khách nào mà không chốt thì qua đầu tuần xả thôi, chứ mình giữ hoài biết giữ đến bao giờ. Đó, tại vì hàng sale mà, mình muốn gọn cái kho nên mình mới sale. Mà sale xong, bán xong cái đống đồ nhìn qua nó vẫn còn y ở kho nhà mình á, thì sale làm chi cho nó lỗ. Muốn sale là muốn dọn dẹp kho cho nó gọn để hàng mới nó về mà. Bán xong là muốn chốt gửi, bán xong còn im cái đống đồ đó. Chứ thì thôi thì khỏi bán luôn. Bộ đen sau lưng chị, sau lưng em chị vừa không? Cái đó không phải bộ. Form 66kg có không chị? Sọt 15 cho chị Ngọc Hà hả? 66kg quần rin nhá hả? Thỉnh thoảng thì cũng có. Cái này lúc trước chị cũng mặc được á. 65kg chị cũng mặc được, nó hơi ôm nha. Chốt cho chị Nguyễn Thị Mùi nè. Chốt cho chị Nguyễn Thị Mùi nè. Rồi 15 ngàn nè. Bộ đen cái đó không phải là cái bộ, mà cái đầm đá đó chị. Cái đầm đá đó chị Hải Trần ơi, không phải là cái bộ đâu. Rồi ai lấy sọt chốt cho Hoàng mã sọt rinh nha. Sọt rinh này 15 ngàn. Cả một cái giá hú hồn hú phí luôn. Rồi em có cái bộ này bị bụi nè, em tặng cho mấy chị đẹp nè. Đó mấy chị hiểu, không phải là em hối thúc mấy chị chốt hàng đâu. Thiệt luôn, mà bây giờ mình muốn dọn kho cho nó gọn gàng để đầu tuần mình về cái lô mới mà. Vì em ngoài là đóng cho bán lẻ em còn đóng sỉ nữa. Giờ cứ để là nó bày nhầy nè, nó bị bụi nè mấy chị nè. Bị ni lông nó bị rách. Bị ni lông nó bị rách nên nó quẹt qua quẹt lại nó làm bụi rồi, em tặng cho mấy chị luôn. Rồi ai lấy nhớ nha, em tặng hàng cho mấy chị đẹp nhớ chia sẻ cho em nha. Rồi ai lấy chốt cho em bộ tặng nè. Chốt cho em bộ tặng nha. Chốt cho em bộ tặng, cái này thì free size nhiêu ký cũng mặc vừa, để coi thử bẩn chỗ cái khúc nào vậy. Rồi bẩn ngay chỗ cái khúc áo đây nè. Nó bị rách cái bị ni lông á, nó quẹt qua quẹt lại là nó bẩn vậy thôi. Rồi ai lấy chốt cho em cú pháp bộ tặng nha. Nãy giờ em thấy hai ba người chốt chữ tặng mà không có thấy chữ bộ tặng. Mọi người comment đúng cú pháp để mà cái người thì người khác á không có phải kiện. Hiểu không? Nói chứ chị nói từ bộ tặng mà sao có người chốt cái chữ tặng không, chị cũng chốt vậy. Bộ tặng ok cho chị Diệu Trang Phạm nè. Ok cho chị Diệu Trang Phạm nha. Dạ dạ rồi ok ok chị nha. Cho chị Diệu Trang Phạm nè. Chị Diệu Trang Phạm là chiều em sẽ chốt đơn cho chị nha. Chị Diệu Trang Phạm này không đồng nè. Ok nè. Em xả của HK nè. Cho chị Diệu Trang Phạm nè. Rồi một cái áo ren nha, 5 ngàn. Một cái áo ren 5 ngàn nè. Rồi cái này là xả đơn của khách ra. Phôn này là cỡ 50kg mặt đẹp nha. Mặc cái thì nó sẽ có cái sợi dây á,
sợi dây thì nó lên đây, còn này nó như vậy nè, 50kg trở lại, 52, 54kg trở lại gì đó. Rồi áo đen, áo đen, áo đen này 5.000 nha, sale 5.000, tại vì hôm qua bán cho khách 5.000 thì giờ mình cũng sale 5.000 luôn. Bộ tặng cho em đi, khổ, ai comment trước mới được chứ bây giờ chị cũng đâu có bán ở trên livestream mà đâu có thiên vị được. Mình thấy ai trước thì mình chốt trước, thì bây giờ không chốt thì khách chửi chết. Ok, cho Kim Thanh nè, muốn tặng lắm luôn nhưng mà ai comment trước thì có trước chứ bây giờ biết làm sao. Rồi một cái đầm bi này tặng nè, ai lấy đầm bi tặng chốt cho Hoàng, đầm bi tặng nha. Phone này 55kg trở lại mặt đẹp, 55kg trở lại mặt đẹp chốt cho Hoàng, đầm bi tặng nha. 55kg trở lại mặt đẹp chốt cho Hoàng, đầm bi tặng. Vậy mới nói là dọn kho, dọn kho cho nên là mẫu nào bán được thì bán, không bán được thì tặng cho mọi người mặc chơi. Nên là mọi người mua là thực sự muốn mua là mua, còn không mua thôi sao hết. Rồi ai lấy đầm bi tặng cho Hoàng, đầm bi tặng ok cho bà Kim Thanh nè. Ok nè, cho bà Kim Thanh nè, Kim Thanh nè, ok nè. Đi xả cái bịch đồ của cái chị này đã, đi xả cái bịch đồ của cái chị này đã. Cái chị này nớ hoài, cái chị này Facebook chị bị làm sao á, chị khách quen của Hoàng ở Sài Gòn nè, Facebook chị bị làm sao á mà không có liên lạc được, cho nên thôi Hoàng xả luôn. Có cái gì đây trời. Rồi bộ hồng này sale 19.000. Bộ hồng này sale 19.000 nha. Form 55 56kg mặt đẹp, 55 56kg mặt đẹp 19.000 nha. 55 56kg không phải là bộ bộ đùi mà bộ dài luôn. Trời ơi, ách xì nữa chứ. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bộ hồng dài 19.000, 55kg thôi nha. 55kg mặt đẹp, 55kg mặt đẹp nha. Khách mới chốt hàng nhớ cho Hoàng thông tin số điện thoại địa chỉ nha, mua hàng uy tín giúp Hoàng. Trời ơi, ba cái hàng sale này mà bơm hàng là chết mẹ luôn. Bơm hàng thì Hoàng là thà bán cho người quen còn sướng hơn. Như sáng ngày cô Kim Loan, ngày hôm qua cô mua, sáng ngày cô lên cô lấy hàng cả triệu mấy. Rất là nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Rồi ok, bộ hồng này cho Yến Thanh nè, 19.000 nè. Cái bút gì kỳ vậy. Yến Thanh này ok nè, 19.000 ok Yến Thanh này. Ủa cái bút này có phải cái bút mới của mình không? Ok cho Yến Thanh. Rồi đầm, đầm thiết kế sale 39.000 luôn nha. Đầm thiết kế này sale 39.000 luôn. Người mẫu mặc nè, người mẫu mặc nha. Đầm thiết kế chắc 200 mấy sale 39.000 luôn. Form 54, 55kg trở lại nha, 55kg trở lại mặt đẹp chốt cho Hoàng, đầm thiết kế 39 luôn. Đầm thiết kế 39.000 nha các tình yêu ơi, xả luôn hết rồi. Xả của cái chị khách chứ đầm này Hoàng bán hết rồi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng đầm thiết kế màu hồng 39.000, đầm thiết kế màu hồng 39.000 nha, ai lấy chốt cho Hoàng. Nè bữa Hoàng chốt cho chị đó đến 55.000 luôn, mà giờ xả ra thì Hoàng bán đại bán lụi cho xong. Cái đầm này là mua mấy trăm nghìn nha. Trời ơi, đầm thiết kế hàng sốt mà, nó đẹp dữ lắm luôn á, nó đẹp dữ thần luôn. 55kg trở lại nha, rồi nó đẹp mê mẩn luôn. Cái này mà có tiền cũng không có mua được luôn á. 39.000. Mua nè, còn bán cho chị khách mà 55.000 nữa. Giờ Hoàng xả luôn, 39.000. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha, đầm thiết kế màu hồng. Đẹp lắm, cái đầm đó đẹp lắm. Ok, chốt cho chị Hạnh Tuyết nè. Ok, chốt cho chị Hạnh Tuyết nè, 39.000. Rồi ơi, cái đầm này em nói là rất đẹp luôn. Không, em chốt sau nên đâu có đâu. Em chốt sau nên không có nha Bích Ngọc ơi. Phải chốt nhanh mới có nha. Rồi 15.000 luôn. Đầm này share cho mọi người 15.000. Form này là 65kg vô tư, 65kg vô tư nha. Đây, một cái đầm suông LV này. Cái này mà mang với giày búp bê hay giày thể thao đi chơi là siêu xinh luôn. Mẫu này trước đây 35.000 mà giờ Hoàng sale nha. Trước đây 35.000 mà giờ Hoàng sale nè. 15.000, ai lấy đầm 15 chốt cho Hoàng đầm 15. Ai lấy đầm 15 chốt cho Hoàng đầm 15 nha. Đầm 15 này, ai lấy đầm 15 chốt cho Hoàng đầm 15. Cuối tuần rồi là Hoàng sale hết cho mọi người mua rồi đi hàng luôn nha.
đi hàng luôn. Ok, đầm 15 cho Vinh Nguyễn nè. Đầm 15 cho Vinh Nguyễn. Quá đẹp luôn. Đầm 15 này cho Vinh Nguyễn nè. Vinh Nguyễn. Ý trời. Có hai bộ dài số 2 sale luôn 15.000, nó quên lộn 19.000 nha. 25 mà sale luôn 19 nè. 19.000 nha. Cái này là bộ dài số 2 nè. Số 2 thì cỡ 50kg cả nhà. Số 2 thì 50-52 gì đó, 50-52 gì đó. Bộ cô tông nha. Một bộ xám nhạt với một bộ xám đậm. Một bộ xám nhạt, một bộ xám đậm. Là cái này là nó có túi nha. Có túi hàng Zara. Đó, cái hàng mà bé Kim Thanh nó nói em lấy về bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu á. Bé khách sĩ của Hoàng mà bán, lấy về bán còn được nữa là mọi người mua là khách lẻ là quá rẻ. Một bộ xám nhạt nè, với một bộ xám đậm nha. Một bộ xám đạch nhạt, một bộ xám đậm. Hết luôn, cái hàng này là giờ đi xả đó. Thành ra là chốt quá trời chốt, và đến khi xả quá trời xả luôn. Mệt thí mẹ mùa nội luôn. Mệt le lưỡi luôn. 19.000 luôn. Lúc đầu thì bán 25.000, khách dành quá trời, có hàng bán. Đến khúc sau xả ra còn có 19.000 nữa. Lỗ sặc máu. Ok, cho Kim Thanh hai bộ 19 này. Ok này. Cho Kim Thanh này. Ok, cho Kim Thanh này. Kim Thanh 19.000. Kim Thanh. Cho Kim Thanh chốt trước nha. Kim Thanh nè. 19.000. Ok Kim Thanh nha. Ủa sao kỳ lại xấu xí quá vậy? Cái bút nào của tôi e bị rớt cái tay hàng kia. Rồi một cái đầm bi 15.000 nha cả nhà. Đầm bi sale luôn 15.000. Bé này là nhiêu ký trời? Bé này cỡ 10 đến 15 kg. 10 đến 15 kg mặc vừa nha, đầm bi 15.000. 10 đến 15 kg nha, 10 đến 15 kg mặc vừa, đầm bi. Chốt cho Hoàng đầm bi 15.000 nha. Chốt cho Hoàng đầm bi 15. Bích Ngọc không có. Đầm bi 15 nha. Đầm bi nè, 15.000 nè. Đầm bi, đầm bi. Đầm bi của bé 15.000. Chốt cho ai đây? Đầm 15 chốt cho Hoàng Hữu hả? Ok này, Hoàng Hữu này. Ráng lựa đủ đơn đi chị, chốt hàng đi luôn nha Hoàng Hữu ơi. 15.000. Chốt cho Hoàng Hữu này. Chứ không chị giữ hoài là chị xả luôn cái rồi mất tiêu luôn. Bộ này bộ lửng chứ. Ô bộ này bộ dài. Trời ơi bộ dài này quá đẹp. 25.000 nha. Bộ dài này là 25.000, form này là 58kg trở lại mặc được. Bộ xám dài. Bộ xám dài 25.000 nha. Bộ xám dài 25.000. Bộ xám dài 25.000 nha. Bộ xám dài này 25.000. Ai lấy bộ xám dài chốt cho Hoàng bộ xám dài 25. 56 57kg. Ok hết luôn. Bộ xám dài kim sa 25.000 nha. Quần có túi nha. Xám dài 25. Trời ơi, chốt xe khách xong rồi không chịu xếp lại nè. Tại vì mình chốt vội quá đó, để chờ rồi chốt cái khách rồi mới xếp. Nhăn hết trơn, hết trọi đồ. Bộ dài 25. Trời ơi, có bị chút xíu vậy. Chốt cho Yến Thanh nè. Yến Thanh nè. Yến Thanh bộ xám dài 25. Sắp xả hết của cái chị đó rồi. Son dưỡng nha đam nữa. Các bạn nào muốn mua son dưỡng nha đam không Hoàng Lai? Trời hết luôn. Để chị Duyên nè. Có quần đùi giả váy không? Lúc trước chị có cái lô Quảng Châu quần đùi giả váy quá trời. Giờ chắc hết rồi sao? Rồi chốt cho Hoàng đầm hồng 10.000. Đầm hồng 10.000 nha. Em chốt trước mà chị. Ủa bé gì đó, tên gì khó đọc quá vậy. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bị ẩn comment em. Đầm hồng 10.000. Form này chắc cỡ 60kg mặc được. 60kg mặc được đầm hồng 10.000 nha. Đầm hồng sale 10.000. Khổ ghê.
bán xong chốt không được rồi nó nhăn kinh luôn. Đầm hồng 10.000 ai lấy chốt cho Hoàng? Tại vì Hoàng mà lúc like nhanh là Hoàng không có kịp xét đâu, có nhiều khi có thời gian Hoàng mới xét chứ còn không là sau khi nào chốt hàng mới xét cho Kim Thanh nè. Nó nhăn ghê lắm. Rồi này còn mấy cái bộ này nè, 100.000 ba bộ, còn mấy set nữa nè. 100.000 ba bộ nha, free size nhiêu ký cũng mặc vừa hết. Free size nhiêu ký cũng mặc vừa, ba bộ là ba màu vậy đó. Ba bộ là ba màu ai biết. Ba bộ là ba màu nha. Ba bộ là ba màu thôi. 50.000 ba bộ nó lộn. Người ta bán 100.000 ba bộ, Hoàng xe cho mọi người 50.000 ba bộ, chắc còn cỡ 2-3 chị nữa là mua thôi là hết rồi. Cái này free size luôn. Cái này là free size từ 40kg nha cho đến 65kg mặc vừa luôn. 65-66kg cũng mặc vừa, vì sao? Cái lưng thun này nè, nó giãn ra khủng khiếp luôn. Cô Loan là sáng nay cô Loan mua 30 bộ. Cô Loan là cô hiệu trưởng nha, cô cho giáo viên trường cô mua 30 bộ lần. Đó, nha, với ngày hôm qua Hoàng chốt tanh bành té bẹ rồi. Nay vẫn còn sót một ít, Hoàng tri ân luôn cho các khách mới. Tại vì có nhiều bạn khách mới chưa được mua đó. Rồi tri ân cho mọi người là 50.000 ba bộ nha. Ba bộ là ba màu chứ không có, Hoàng không có chọn, Hoàng không có lựa màu này màu kia nha. Nó ba bộ là tất nhiên là phải lấy cho mọi người ba mẫu rồi, ba màu khác nhau rồi nha. Đây, ba bộ là Hoàng sẽ lấy cho mọi người là một kiểu thôi, nhưng mà Hoàng sẽ lấy cái màu khác nhau. 50.000 ba bộ chắc chốt được cho hai bạn nữa, hai ba bạn gì đó nữa là hết nha, hai ba bạn nữa là hết nha. Cái này người ta đang bán 100.000 ba bộ, Hoàng thề luôn, đang mang bầu nha, phải thề là được đâu, nó láo mất lọc luôn. Rồi cái này là 50.000 ba bộ nha, bạn nào mà chắc chắn muốn mua thì hãy mua nha, tại vì hàng này là hàng sale. Mấy bạn phải mua kèm với đồ khác nữa, chứ mấy bạn mua không cái đồ này thì cũng chưa chắc là Hoàng chốt gửi đâu. Thì tại vì cái hàng này là hàng sale, như vậy là nó lỗ lắm, tính ra chưa tới 17.000 một bộ á. Bạn nào mà mua kèm với đồ khác thì họa may là Hoàng có thể chốt cho mấy bạn, chứ còn mua riêng thì Hoàng cũng không có hứa nha. Và nhớ nhắn tin vào Messenger Hoàng mới chốt nha. Rồi ok, chốt cho Yến Thanh 3 bộ nè. 3 bộ 50.000 nè, cho Yến Thanh nè. Cái này là mọi người nhớ là chủ động nhắn tin vào Messenger cho Hoài nha, chứ không nhắn tin vào Messenger. Còn bộ thun lạnh đùi lửng lửng mới còn chị, lửng lửng còn mấy bộ kìa. Em xả của khách ra, chị có muốn mua không thì em like. Rồi cái này là chốt cho Huỳnh Hân 6 bộ. Huỳnh Hân là em chủ động nhắn tin vào Messenger cho chị nha, chủ động nhắn tin vào Messenger cho chị. Và 6 bộ thì có thể của em nó sẽ bị trùng 1-2 bộ nè, chứ tại vì nó không thể nào là không trùng được. Nó không thể nào là không trùng được đâu, nó sẽ có thể bị trùng đó. Một màu, hai màu, ba màu nè. Rồi ba màu, chắc là sẽ có một bộ bốn màu nè. Nhưng mà em phải nhắn tin vào Messenger cho chị mới chốt nha, chứ còn không là chị không chốt đâu. Bốn màu để mình đi tìm thêm cái bộ màu khác nữa cho nó khác. Lốt cho em, cho đủ màu cho em luôn. 4 màu, 5 màu, 6 màu, 6 bộ là 6 màu khác nhau luôn. Nếu như một mình em mặc là chẳng bao giờ trùng hàng, nhưng mà phải nhắn tin vào Messenger chị mới chốt nha, chứ còn mà gọi điện thoại là chị không bao giờ chị gọi hết. Đây, một caro này, nó tóm lại là được 6 màu luôn, coi như là 100.000 á. Hôm qua em có bộ này rồi, coi như là 100.000 là được 6 bộ đó, với tiền ship 30.000 nữa là coi như là 130.000 mà được 6 bộ đồ đó. Quá rẻ luôn. Đó nha, chất vải là vôn cát dày và cực kỳ đẹp. Mọi người có thể hỏi cô Kim Loan á, sáng ngày cô vừa mới lên nhà Hoàng, cô lấy 30 bộ đồ về cô tặng cho giáo viên á. Cô hiệu trưởng mà. Đó. Cái này là Hoàng sale lỗ này. Đó, Huỳnh Hân mà em lấy thì chủ động nhắn tin vào Messenger cho chị. Huỳnh Hân nha. Còn nếu như không nhắn tin vào Messenger á thì là chị không chốt nha. Nói vậy luôn để cho mọi người khỏi chờ, chứ vì hàng này hàng sale thì Hoàng không bao giờ alo nha. Rồi 6 bộ này cho Huỳnh Hân này, chị cứ để ở đây vậy thôi. Em mà chủ động nhắn tin vào Messenger cho chị thì chị sẽ chốt, còn không thì chị bỏ qua, bữa sau chị bán. Rồi thôi chứ chị không có nước, tại vì hàng lỗ mà. Rồi cả nhà chấm bài lên cho Hoàng, chấm bài lên cho Hoàng nha. Đi tìm đồ khác một xe cho mọi người, một cột cái ri này là. Đúng rồi, quá đẹp mà quá rẻ luôn. Mọi người cứ nghĩ là có 17.000 bài, chưa tới 17.000, chứ nói 17.000 cũng oan, cho nó 17.000 là 3 bộ 51.000 đúng không?
mà cái này chưa tới 17.000 một bộ thì nó gọi là quá bèo luôn, bèo hơn con cắt kèo luôn. Hôm qua cũng có một số bạn là chốt 6 bộ 3 bộ quá trời luôn á, nhưng mà Hoàng không có chốt á, vì Hoàng không có alo nên là Hoàng xả vô Hoàng bán tiếp nè, chứ cũng hôm qua là chốt hết rồi làm gì còn. Mà một số bạn là không, Hoàng không alo nha, mẫu này Hoàng không, tuyệt đối không alo chốt hàng. Rồi chấm bài lên cho mày nha cả nhà ơi, mày đi tìm đồ mình sale đây. Sale xả. Chính xác. Dạ đó, khách nào mà muốn mua thì chủ động nhắn tin cho Hoàng thôi, rồi Hoàng chốt cho thôi, tại vì để Hoàng nhắn tin thì để Hoàng còn kiểm tra các Facebook khách đó nữa. Rồi còn mấy bộ này sale 15 nha, vẫn còn sót này cả nhà, còn sót cái bộ này sale cho mọi người 15 nha. Bộ này là 55kg trở lại thôi, chứ nó không có free size như cái mẫu kia đâu nha, không có free size to như cái bộ lửng mà 50.000 ba bộ đâu. Cái này sale cho mọi người 15.000 một bộ, 15.000 một bộ nha, vô cùng đẹp luôn. Nói là nó sẽ là tầng như vậy nè, đó, hai tầng dây lên như vậy, quần lửng luôn, 50kg trở lại nha, quần lửng luôn 50kg trở lại cho Hoàng, cũng phải lộn 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 55kg trở lại, không nói lộn 55kg trở lại nha, 55kg trở lại, mặc cực kỳ đẹp luôn ha, không bao giờ có ai bán cái giá như vậy đâu. Hoàng xả cho hết kho xong rồi Hoàng đi tìm đồ, Hoàng đi tìm đồ về thằng nữ mà, chứ còn không ai bán giá trời ơi vậy đâu. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Ok, cho thu tiền một bộ nè. Thu tiền một bộ 15 nè. Rồi ok, Hoàng hữu một bộ 15 nè. Chị thấy số điện thoại của Huỳnh Hân rồi nha, nhưng mà em nhắn tin vào Messenger chị Hoàng mới chốt cái đơn hàng cho em nha, chứ chị không alo nha em ơi. Chị không alo tại vì hàng sale này chị không alo nha. Hàng sale này chị không alo. Có lần chị bán lỗ á, chị alo là chị còn lỗ nữa. Mà alo nhiều khi không nghe máy, mà chị cũng không kiểm tra Facebook lận mọi người mua hàng uy tín nước ngoài nha. Rồi hết nha, hết nha Bích Ngọc ơi. Bây giờ còn hai bộ màu hồng với lại một bộ màu trắng nữa, ai lấy chốt cho Hoàng 15.000 đó. Đùi thun lạnh em, đùi thun lạnh em hết chị, lẫn thun lạnh thôi chị Hải Trần nha, đùi thun lạnh là em không có còn. Rồi còn một bộ màu trắng kem với lại hai bộ màu hồng 15.000, trắng kem với màu hồng 15.000 luôn nha, trắng kem và màu hồng xám hết nha, trắng kem với màu hồng thôi. Đây trắng kem là còn một bộ nè, với lại một bộ màu hồng, dễ thương lắm luôn, có ai bán giá vậy đâu. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng trắng kem với hồng nha. Bích Ngọc ơi, em chốt màu á, em chốt bộ 15.000, bộ 15.000 á, mà không có chốt màu thì chị Hoàng không có chốt được. Em phải chốt màu á, chốt màu mới chốt được. Màu trắng cho thu tiền nè, màu hồng cho Hoàng hữu nè, màu trắng cho thu tiền nè. Em chốt màu chị mới chốt được, chứ còn chị đâu có bóc đại được. Màu trắng cho thu tiền nè, màu hồng cho Hoàng hữu nè, 15 nè. Hàng xả mà em phải chốt đúng màu thì chị mới chốt được. Rồi còn một bộ màu hồng nữa nè, Bích Ngọc em có lấy không? Một bộ màu hồng nè, trắng hồng hả, bây giờ còn hồng thôi nha. Còn một bộ màu hồng thôi, Bích Ngọc nè, 15.000 nè, chứ màu trắng không có còn đâu. Bích Ngọc một bộ màu hồng nè, Bích Ngọc còn có bộ này thôi nha, hết rồi đó. Chứ bây giờ màu trắng đâu còn. Rồi Bích Ngọc nè, màu trắng là không có, chị chốt cho em bộ màu hồng nha. Em có lấy bộ màu xám không nè, chị để cho em bộ màu xám nè. Chị xả của chị kia nè, trước bán 28.000 nha, xả của chị khách nè. Còn bộ màu xám nè, Bích Ngọc có lấy không thì chị ưu tiên cho em nè. Bộ hồng cho Queen Queen nè. Ok nè, một bộ màu hồng cho Queen Queen nè. Một bộ màu hồng cho Queen Queen nha. Ok nè, một bộ màu hồng cho Queen Queen. Cái gì đây? Lily hả?
Lily chị lửng, chị vừa không, chị lấy 5 bộ, cái mẫu này thì 55 kg trở lại thôi, chị không mặc vừa. Hồng cho Lily nè, Lily cho chị xin thông tin số điện thoại địa chỉ nha, có đơn chủ động nhắn tin vào Messenger cho chị nha. Mới chốt nha, hàng 15.000 này nè. Lily chị ghi Lily thôi, 15.000. Lily nè, ok nè, chốt cho em một bộ màu hồng 15.000 Lily nè. Đó, có đơn chủ động nhắn tin vào Messenger giúp Hoài nha. Cảm ơn em đã chia sẻ livestream giúp chị nè, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Rồi, mọi người mua hàng uy tín giúp Hoài nha. Rồi Bích Ngọc là ok đúng không? Rồi Bích Ngọc lấy bộ này nè, ok cho em Bích Ngọc nè. 15 ngàn, tại vì em comment chậm quá mà em không có màu nữa cho nên khách lấy hết trơn. Cái này là chị xã của người khác ra chốt cho em á. Bộ này là chị không mặc vừa nè, chị Hải Trần. Biết sao? Bộ này là form nó thôi. Đây còn một bộ hồng đậm nữa nha, 15 ngàn. Xả hết luôn rồi mai mình đi săn hàng khác luôn. Rồi còn một bộ hồng đậm nữa nè. Màu hồng này nó đậm hơn nha. Thun lạnh, lửng thun lạnh đó em. À lửng thun lạnh hả? Rồi ok chị. Có của cái bạn kia, em xả ra 5 bộ để đó em ra cho chị coi được là chị lấy luôn nha. Đẹp. Cái mẫu đó là vô cùng đẹp luôn. Mẹ chồng em mặc mà những cái người mà gọi là có tiền, có điều kiện người ta cũng mặc luôn. Vì cái chất nó đẹp lắm. Chị lấy cho em 2 bộ 15 ngàn. Ok thì chị lấy cho em một bộ màu hồng với màu xám đó. Bây giờ còn một bộ hồng đậm nữa nè. Ai lấy chốt cho Hoàng hồng đậm nha. Ai lấy chốt cho Hoàng hồng đậm. Form này 55 kg mặc vừa. Màu hồng đậm này. Nó khác cái màu hồng lúc nãy, nhưng màu hồng lúc nãy lợt nhất à. Cái này là đậm nha. Có một bộ duy nhất thôi. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Huỳnh Hân nè. Huỳnh Hân ơi, em có chắc chắn mua không? Chắc chắn mua không? Và nhớ chủ động nhắn tin vào Messenger cho chị nha. Đây, nè, bán cho khách là 28.000 chứ không bao giờ nói deal luôn á. Chốt cho Huỳnh Hân nè. Huỳnh Hân nè, 15.000 nè, Huỳnh Hân nha. Huỳnh Hân nè, 15.000 nè. Bà Kim Thanh khách sĩ của chị đó mà không được chốt đó. Rồi Huỳnh Hân ok. Rồi xong hết. Rồi, rồi đợi em xí em cho chị Hải Trần xem nha. Cái mẫu này là ba cho chị mặc vừa và thoải mái luôn. Ba cho chị mặc vừa và thoải mái một cuộc sướng nữa. Hồng đậm hết rồi nhân học hào ơi. Có bộ chứ nhiêu. Còn có bộ chứ nhiêu. Phải đi xả của mấy cái cục hàng cho khách này. Hồng đậm nè. Hồng đậm cho Ngọc Hà nè. Lôi cái cục hàng xả của khách ra. Chốt đơn xong để Hoài để Hoàng xả luôn. Thiên Phát. Em nhắn tin rồi đó, rồi cảm ơn em nha. Mua 100 ngàn chị mới ship nha Lily nha. Mua hàng uy tín giúp chị với. Rồi ok nè, chốt cho Ngọc Hà hồng đậm nè. Được một bộ hồng đậm cho Ngọc Hà nha. 15 ngàn. Ok em nha, mua lựa giùm chị giúp chị 100 ngàn nha. Chị mới ship. Còn một bộ hồng nhạt nữa nè. Cái này là đi xả hàng của khách nè. Chốt hết cho khách rồi mà xả nè. Có nghĩa là chốt xong mà gửi không được, có đem cất lại trong kho. Mình ship bao nhiêu vậy chị? Tiền ship là 30.000 đồng trên tất cả các tỉnh thành luôn. Riêng tỉnh Bình Thuận, vì chị ở Bình Thuận mà, thì tiền ship 10.000. Em mua bao nhiêu tiền thì bao nhiêu tiền hàng, tiền ship vẫn là 30.000. Em mua 1 triệu tiền ship vẫn 30, mà em mua 100.000 tiền ship em vẫn 30.000 nha. Rồi còn một bộ hồng nhạt nữa nè. Cho em 2 bộ 15 ngàn. Nè cho bà Kim Thanh bộ nè. Còn bộ cho bà Kim Thanh nè. Chứ chị thấy mua hết rồi. Ok nè, cho Kim Thanh nè. Mấy cái mẫu này hôm qua Kim Thanh có chưa. Cho Kim Thanh bộ nè. Rồi hồi chị lục rồi, lỡ mà có màu khác chị để cho. Cái này là đi xả của người khác mới còn thôi. Chốt đơn không được á, xả ra. Ok nè, cho Kim Thanh nè. Một bộ màu hồng đó nha. Rồi Kim Thanh. Rất là hết rồi đó. Chốt và nào là sữa rửa mặt con bò nè, nào là trà giảm cân tùm lum tà la hết mà chốt không có được á. Alo, không thấy nghe máy. Không thấy nghe máy rồi không sao mình dám gửi được. Mình gửi rồi khách không lấy rồi mình làm sao. Chết ba cha mình luôn á. Thà là mình không gửi á, mình chỉ tốn công thôi. Nó công mình like lại thôi. Mình mà gửi đi nó tốn ship hai vòng có quá cha luôn. Em không biết nhắn tin qua kia, chỉ biết nhắn tin trên đây thôi, vậy được không chị? Dễ lắm, nhắn tin qua kia đâu có gì đâu khó. Mọi người nhắn tin qua cái hoàn dễ lắm nha.
Ê, có phải là mọi giờ mọi người đang xem livestream của Hoàng như vậy không? Hoàng bày cho mọi người nha, đang xem livestream nha, mọi người bấm chia sẻ cái livestream này về tường. Thứ nhất là mình sẽ có cái nút chia sẻ phía dưới nè. Bây giờ Hoàng sẽ hướng dẫn cho những chị em nào mà không biết đường để vô Messenger nha. Rồi đây, mà mọi người nhìn giúp Hoàng nè. Đó, bây giờ là cái livestream của Hoàng như thế này nè. Mình có cái nút chia sẻ nè. Mình có cái nút chia sẻ phía dưới nè. Mọi người ấn vào đây cái chữ chia sẻ giúp Hoàng. Chia sẻ nè, đó mình sẽ ấn ở đây chia sẻ. Mình á, bình thường nó có chữ viết bài lung tung hết, có nhiều bạn thì không có, còn có nhiều bạn cái điện thoại nó sẽ có chữ viết bài. Mình ấn chữ viết bài mình đăng. Mình đăng á, là trên tường của mình nó đã có cái live stream đó rồi. Mình thoát ra ngoài bình thường thôi, mình vào cái trang cá nhân của mình á. Mình muốn vào trở lại trang cá nhân của mình thì mình nhấp trên cái biểu tượng của mình này, nó sẽ trở về trang cá nhân. Và lúc này mọi người sẽ nhìn thấy là mình đã chia sẻ cái live stream của cái này về tường rồi. Mọi người sẽ bấm vào đây, bấm vào đây đúng không? Thì mọi người sẽ thấy chữ gửi tin nhắn, mọi người nhấp vào cái chữ gửi tin nhắn. Đó là xong rồi mọi người gửi thôi. Mọi người viết địa chỉ, thông tin, số điện thoại ABC các kiểu thôi. Cực kỳ dễ nha, cực kỳ dễ, có gì đâu khó. Cái đó là trang bay của Hoàng nha. Bình thường là tên của Hoàng là Hoàng My. Mọi người có thể tìm tên Hoàng My để nhắn tin vào trang cá nhân của Hoàng nha. Mọi người nhấn chữ Hoàng My nè, Hoàng My nha. Avatar của trang bay và trang cá nhân là cùng một cái avatar đây. Hoàng My nè mọi người nè, Hoàng My có hình mặt hai mẹ con nè, địa chỉ của Hoàng nè, số điện thoại của Hoàng nè, cái mặt của Hoàng nè. Đó, mọi người thấy cái chữ nhắn tin không? Mọi người nhấp vào cái chữ nhắn tin này thôi là nhắn được thôi. Nha, ai cũng có thể làm được hết mọi người. Ai cũng có thể làm được hết, rất là dễ nha. Đó, hoặc là mọi người bấm chữ nè, Hoàng nè, vừa trang bay Hoàng My chuyên thời trang giá rẻ và cái Facebook là Hoàng My nè. Đều một cái avatar hết, mọi người nhắn tin vào đâu cũng là Hoàng hết trơn nha. Mọi người nhắn vào đâu cũng là Hoàng hết trơn á. Số điện thoại thì Hoàng chỉ dùng có một số duy nhất để chốt hàng thôi nha. Nên là không có sợ ai lừa đảo gì gì hết đâu. Ok không? Dễ mà, dễ cực kỳ đúng không? Đó, nhớ lưu ý dễ đó, Hoàng hướng dẫn mọi người làm. Tại vì mọi người biết sao không? Cái hàng sale này Hoàng không có thời gian để alo cho mọi người. Đôi khi alo á, mọi người cái chị gửi hàng đi. Nhưng mà cái thời cuộc bây giờ là ai ai cũng sắm, ai ai cũng mua hàng online hết. Nhiều khi mọi người không có nhớ là mua của shop nào. Người ta alo chốt cho mình trong tích tắc, thời gian nó ngắn quá, mình không kịp phản ứng. Mọi người cái chị gửi hàng cho em đi. Nhưng mà cúp máy xong á, trong đầu lại nói trời ơi, mình mua hàng của shop nào vậy trời, mà sao chừng đó tiền vậy trời, mình mua cái gì đâu mà sao chừng đó tiền vậy trời. Cái hàng tới cái mọi người nói với bưu tá trời ơi, mở ra cho em kiểm tra được không. Cái mở ra cái mọi người ồ hình như cái đồ này em không có đặt ơi, rồi cái thấy chết em Hoàng không. Em Hoàng tốn 2 lần tiền phí ship là còn chết dịch hơn nữa. Cho nên là vì sao là giờ không muốn chốt qua điện thoại vậy đó. Vừa alo cho khách tốn tiền mà khách lại không có biết là. Rồi nhiều khi khách nói ủa chị ở trên livestream em thấy chị báo cái mã đó có hằng đó tiền mà sao chị chốt cho em chừng đó tiền. Thì thà nhắn tin đi, mình thống nhất ok rồi Hoàng sẽ gửi thì nó sẽ tiện hơn. Rồi nè chị Hải Trần nè, còn 5 bộ thu lạnh là 5 màu nha. Màu tím nhạt nè, màu tím đậm nè, màu xanh coban nè, rồi màu đỏ và màu hồng này chị. Cái mẫu lửng này nè, số bự luôn nha. Chị lấy thì em sale cho chị 25.000 luôn nha. Bữa bán 29.000, giờ em sale 25.000 luôn. Like lâu chưa chị? Mới like nha em Cute nha. Ai cũng đó, mọi người nhắn tin dễ không? Hoàng hướng dẫn cho mọi người cực kỳ nhắn tin dễ. Mọi người phải chia sẻ về tường. Để khi mình muốn xem live stream á, thì trên tường của mình nó có cái đường link này rồi. Dễ lắm, đó. Rồi đây nè, cái mẫu lửng này chị Hải Trần nè, em đang còn 5 bộ nha. Chị lấy em xe chị 25.000 luôn. Đủ 5 màu là 5 bộ là 5 màu. Và hàng này là em cháy sạch luôn. Quần là có túi nha. Em là em hay mặc cái túi này quay về trước để em bỏ tiền đây lấy ghim ghim lại. Rồi ai lấy, rồi chị Hải Trần có lấy thì báo em nha. Hết luôn. Cái mẫu này là hết sạch sẽ luôn nha. Chất vải là siêu đẹp luôn. Thun lạnh này đẹp lắm. 25.000 mà nó đủ màu luôn. Chị có lấy thì báo em, còn không lấy là em chốt cho khách khác là hết luôn á. Tại vì chị hỏi nên là ưu tiên cho chị trước. Rồi chị không lấy thì lúc đó em mới chốt cho khách khác nha. Đẹp, vô cùng đẹp luôn. Rồi ok cho chị Hải Trần luôn nè. Cho nên khách cũ nhà em bán em thấy thoải mái ghê lắm. Mấy chị mua bán với em quanh năm suốt tháng rồi, mấy chị biết tính em biết tính mấy chị rồi. Mua bán cực kỳ là sướng luôn. Còn nhiều khi khách mới á, thì sợ khách không có hiểu á. Bán em cực ghê luôn á. Ok nè, chốt cho chị Hải Trần. Cái này chị Hải Trần chị hỏi nên Hoàng để cho chị nha. Cô Kim Loan với chị Diệu Trang Phạm không có này, tại vì chị hỏi trước 5 bộ này, 25.000 một bộ nè. Ok nè, cái này em cho chị Hải Trần. Rồi còn hai bộ thun lạnh này nè, xe cho mọi người 19.000 nha. Hai bộ thun lạnh này xe cho mọi người 19.000 một bộ, thun lạnh 3D. Form này là 55kg trở lại mặt đẹp thôi nha. Cái bộ này nó có tay luôn nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mẫu có tay 19.000. Có tay 19.000 nè, có tay cái hoa vàng đen nha.
Quần này là quần lửng nhưng mà lửng 7 tấc luôn, có nghĩa là nó lút khỏi đầu gối nha. Mà form 55 56 kg cho em thôi. Form 55 56 kg cho em thôi. Ai lấy chốt cho em hoa vàng 19.000 nè. Chị đẹp nào lấy hoa vàng chốt hoa vàng cho em 19.000. Chị nào lấy hoa vàng chốt hoa vàng cho em 19.000 nha. Ai lấy hoa vàng comment cho em hoa vàng. Ê từ từ đợi em xả của cái chị kia ra quá. Tại vì cái chị đổi tên này là chị cũng khách quen của em, nhưng mà chị đang ở ngoài Ninh Thuận. Bây giờ cái ngoài đó nó đang phong tỏa đó, cho nên là không có chốt hàng đi được. Để em coi rồi em sale cho. Rồi đây còn một bộ nữa là hoa đỏ nha, 19.000 luôn. Chị nào lấy chốt cho em. Giờ em nhập vô hai mấy ngàn á, mà giờ em sale có 19.000 thôi. Rồi ai lấy chốt liền cho em hoa đỏ hoặc hoa vàng nha. Hoa đỏ hoa vàng em sale 19.000 nha. Chất là thun lạnh luôn, nhưng mà thun lạnh 3D nha cả nhà, thun lạnh 3D nha. Rồi chị lấy luôn hai bộ đó, ok cho chị Hải Trần nè. Ok cho chị Hải Trần nha, 19.000 một bộ. Ok nè cho chị Hải Trần nè. Hải Trần 19.000 nè. Rồi cả nhà yêu thương em chia sẻ livestream cho em với nha. Rồi em xả của cái chị này, tại vì cái chị này á, chị Diệu Trang Phạm này có một bộ hồng cho chị Diệu Trang Phạm nha. Em xả của cái chị đổi tên. Vì là chị này chị đang ở Ninh Thuận á, chỗ chị đang dịch bùng phát á, cho nên là nó phong tỏa một số xã không có đi vào chốt hàng được á, nên em xả này cho chị Diệu Trang Phạm một bộ hồng đúng không? Ok này cho chị Diệu Trang Phạm nha. Bộ này em cho chị Diệu Trang Phạm nè. Diệu Trang Phạm nè, đợi Hoàng một xíu. Diệu Trang Phạm nè, 25.000 nè, Hoàng xả cho chị Diệu Trang Phạm. Mọi người lưu ý là em có tư vấn số ký hết á, cho nên mọi người cứ từ từ nghe số ký rồi chốt nha. 25.000 nè cho chị Diệu Trang Phạm nha. Cái này hồi nãy thấy chị Diệu Trang Phạm chốt trước cô Kim Loan nè. Rồi chờ Hoàng chút xíu. Ok ok, mà còn mấy bộ này để Hoàng chốt cho. Hoa đỏ hoa vàng. Hoa đỏ hoa vàng hả? Cho bà gì đây? Bà hoa vàng hoa đỏ, cái này có tay không? Rồi ok này, một độ hoa vàng này với đỏ cho tường vi hoa này. Tường vi hoa có luôn nha. Tường vi hoa là có luôn nha, tường vi hoa nha. Hoa đỏ với hoa vàng, tường vi hoa. Nhưng mà hoa đỏ hoa vàng ok cho tường vi hoa này. Ủa vậy luôn hả? Ờ tại vì hôm nay người ta phải giao á, chứ không ngày mai là bưu cục nó nghỉ rồi. Tường vi hoa này em về em bán đi, bán gom tiền lại mua hàng tiếp. Tường vi hoa có hai bộ nha. Tường vi hoa là có hai bộ này, hoa vàng với hoa xanh cho tường vi hoa nha. Rồi tiếp đến là hoa đỏ cho Lily nè. Ok nè, một bộ hoa đỏ cho bạn Lily nha. Lily nè, hoa đỏ nè, 19.000 nè, còn sót cái ri của chị kia xả luôn. Ê rồi có chị nào muốn chốt nữa không báo em. Hoa vàng hoa đỏ, có hoa xanh nữa nè. Ê có hai bộ hoa tím nữa nè, có hai bộ hoa tím nữa mấy chị nè, có hai bộ hoa tím, hai bộ hoa xanh nữa. Hai bộ hoa tím với hai bộ hoa xanh nữa, đẹp lắm nha. Hai bộ hoa xanh với hai bộ hoa tím nè, mẫu này lạ nè. Hai bộ hoa xanh với hoa tím nữa, có chị nào muốn lấy hoa xanh với hoa tím không? Em sale 19.000, form này 55 56 kg trở lại cho em thôi nha. Đây, hai bộ hoa xanh với hoa tím, cái này là thun lạnh nhưng mà thun lạnh 3D nha. Cho nên nhìn cái bông hoa nó thiệt lắm luôn á nè. Mà quần là quần lửng nhưng mà lửng chín tấc cho em nha. Lửng là lửng chín tấc chứ không phải là lửng tới đầu gối nha. Rồi đó, hai bộ hoa xanh nữa với hai bộ hoa tím nữa. Đẹp, nó tóm lại là cái bộ này chất vải đẹp lắm. Còn ít nên Hoàng xả luôn cho hết luôn. Xả cho hết luôn rồi Hoàng về lô mới nè. Với một hai bộ hoa tím nữa nè. Nè, đẹp chưa? Dễ thương ơi là dễ thương luôn nè. Đẹp lắm nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng. 19.000 bạc quá rẻ luôn. Trời ơi, không đâu rẻ hơn nữa. Thiệt sự luôn, quá rẻ, hàng nghiêm theo ri theo cây nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng hoa tím hoặc là hoa xanh. Hoa tím hoặc hoa xanh nha, có chị nào lấy thì lấy. Rồi ai lấy cái nó còn có hai bộ màu này nữa chốt cho Hoàng là số 1 ha. Ai lấy bộ số 1 chốt cho Hoàng số 1 là cái hoa nó màu này nè. Cho mọi người xem cho hết mẫu, ai thích cái màu nào thì hốt. Nè ai lấy cái này thì chốt cho Hoàng số 1 nha. Bộ này chốt cho Hoàng mã số 1 nè. Nha, ai lấy cái mẫu này chốt cho Hoàng số 1. Hoàng nhập vô là hai mươi mấy nghìn rồi đó. Bán xong rồi còn ít rồi Hoàng sale luôn nè. Rồi ai lấy cái này thì chốt cho Hoàng số 1 coi.
cái bông màu này nè. Đó, cái bông bự bự này nè. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng cái mẫu này là số 1, cũng còn 2 bộ luôn. Ok, màu hoa tím cho Tường Vi, hoa tím cho chị Hải Trần là hết nha. Rồi ok, Tường Vi hoa với chị Hải Trần là hết. Tường Vi hoa nè. Tường Vi hoa 19.000 nè. Rồi ok, chị Hải Trần 19.000, ok nè. 19.000 cho chị Hải Trần nè. Rồi tiếp đến là bộ số 1 cho chị Hải Trần, ok chị nè. Chị Hải Trần bộ số 1 nè. 19.000 nè. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho em nha cả nhà. Rồi là em hết mẫu rồi đó. Thôi qua mẫu này nha, hết sạch sẽ. Rồi có ai muốn lấy cái mẫu đó nữa thì chốt. Em cũng còn có 5-7 bộ gì đó nữa. Ai lấy thì chốt, không lấy em qua mẫu nghe. Em qua mẫu. Mệt kinh nó sửa rửa mặt con bò này. Số 1 chốt cho Quyên Quyên hả? Rồi ok, bộ số 1 chốt cho Quyên Quyên nè. Quyên Quyên là chúc cho cái đơn hồi sáng là Quyên Quyên ok rồi đúng không? Đơn sau chiều nay là còn 2-3 cái mới lựa đây nè. Chút nữa xuống livestream á. Đầu giờ chiều là chị dồn luôn nha. Chị dồn luôn nha. Thiệt luôn, lúc khách dành mua không được, người mua được chốt không được, khổ. Rồi sale 20.000 nha cả nhà. Bộ kim sa này sale 20.000 nha. Chốt cho Hoàng lửng kim sa sale 20.000, form 55kg trở lại mặc được. Lửng kim sa quần có túi nha. Bộ số 1 hết rồi chị Hạnh Tuyết ơi. Hết sạch sẽ nha. Có 2 bộ thôi mấy chị. Có 2 bộ thôi. Em nói có 2 bộ là 2 bộ không có hơn nữa. Rồi form 55kg trở lại mặc được. Chốt cho em lửng hồng 20.000. Lửng hồng 20.000 nha. Cái miếng này là miếng kim sa hình con bướm chất cô tông mềm nha. Quần có túi nha. 55kg nha. Rồi ai lấy chốt cho em bộ lửng hồng sale 20.000 luôn. Bộ lửng hồng sale 20.000 nha. Ai lấy chốt cho Hoàng bộ lửng hồng sale 20. Đó, sale 20.000 nha, bộ lửng hồng. Sale cho hết luôn. Còn á hả, cái hàng này là của khách bơm. Có khách bơm mà khách gọi không nghe máy nè. Chứ không là hết lâu rồi. Mấy mẫu này đâu có còn. Ok nè, cho Kim Thanh nè. Cho Kim Thanh nè, bộ này 20 nè. Ok cho Kim Thanh. Nè. Trời buồn vào ok. Rồi áo này 25.000 này cả nhà. Rồi đẹp nhất nách luôn. Áo này là dạng như hot đi vậy, có nón nha, mà chỗ miếng này nè, nó nhá nhá những cái kim sa mà như đây nè. Đẹp lắm luôn nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng áo hồng 25. Áo hồng hot đi nha, 25 nha, cái mẫu này đang hot thiết lắm, free size, nhiêu ký cũng mặc vừa hết, 40kg cho đến 65kg mặc vừa luôn. Ai lấy chốt cho Hoàng áo hồng nha. Hàng này hàng xả mới có này, hàng xả là hàng đẹp nha cả nhà. Tại vì người ta lựa qua rồi. Người ta lựa qua rồi. Bộ lửng hồng hết rồi nha Ngọc Hà. Rồi ai lấy áo hồng chốt cho Hoàng áo hồng này, người ta lựa qua rồi, hàng đẹp á. Mà rồi cái người alo người ta không nghe máy thì Hoàng xả thôi. Chứ Hoàng cũng có chờ. Áo hồng cho chị Trần Sâm nè. Đẹp lắm luôn á, cái này đẹp lắm nè chị Trần Sâm nè. Cho chị Trần Sâm nha. Ok nè. Rồi một cái áo vàng form rộng tay lỡ nha. Em sale 19.000 luôn cho cả nhà nè. Form rộng tay lỡ giấu quần. Mẫu này 25.000 mà giờ em sale 19.000 nha. Form rộng tay lỡ giấu quần. Bao nhiêu ký cũng mặc vừa hết. 40kg, 6-7kg cũng vẫn ok nha. Ai lấy áo vàng chốt cho Hoàng áo vàng 19.000 nha. Bộ lửng hồng hết nha Ngọc Hà ơi. Rồi ai lấy áo vàng chốt cho Hoàng áo vàng 19.000. Form rộng tay lỡ. Form rộng tay lỡ nha. À, chị Hồ Ngọc Dung ơi, đồ của chị em đang để đó, em đang tính đi xả đây chứ. Rồi chị có lựa thì chiều em chốt nha, em khỏi xả nha. Ok, áo vàng cho chị Trần Sâm này 19.000 nè. 19.000 cho chị Trần Sâm nè. Tại vì em thấy lâu lâu quá rồi em tính xả luôn á chứ. Rồi một bộ ngố sale 15.000 nè. Bộ ngố này sale 15.000 nha. Bộ ngố chục Mickey nè, xả luôn. Sale 15.000 nha cả nhà ơi. Form này 65kg vô tư luôn. 65kg trở lại là vô tư nha. Rồi 65kg cao 1m57 là vô tư. Quần là dày nha. Quần ngố. Chốt cho Hoàng bộ ngố 15. Bộ ngố 15 nha. Ai lấy bộ ngố chốt bộ ngố cho Hoàng 15.000. Áo vàng hết nha cả nhà ơi. Tại vì hàng xả này là em không có nhiều đâu. Có 1-2 cái em mới xả ngơ ngơ vậy chứ. Xả rồi em lỗ thấy mệt luôn. Ok, bộ ngố cho cô Kim Loan nè. Bộ ngố cho cô Kim Loan nè, 15.000 nè.
Ok cho cô Kim Loan. Này là xã của mấy cái chị khách đi kìa. Khổ lắm. Rồi xã luôn cho cả nhà bộ này 22.000 luôn nha. Buồn ghê không. Bộ 22.000 trời ơi, bộ lụa nha. Form 55, 56kg trở lại mặt cực kỳ đẹp luôn. 55, 56kg trở lại mặt ui chu cha đẹp lắm luôn nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bộ lụa hồng 22.000 luôn. Bộ lụa hồng 22.000, form 55, 56kg nha. Nè, form 55, 56kg đẹp quá trời đẹp luôn. Nè, cái mẫu này nè. Ôi là đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng lụa hồng 22.000 nha, xả luôn. Người ta bán 100.000 ba bộ. Mà mình bán như vậy nè. Ok, chốt cho em Hoàng Hữu nè. Hoàng Hữu trước em thu tiền. Chốt cho em Hoàng Hữu nè. Cái mấy cái mẫu này giờ không còn nha. Bữa bán hết trơn rồi đó. Bị xả ra tới chết đâu có còn. Rồi, một cái đầm thiết kế 25.000, form 65kg trở lại mặc được nha. Nó tóm lại là bao nhiêu ký cũng mặc được, bởi vì nó có cái chỗ rút dây chỗ đây. Nếu như mà mình gầy á, thì mình sẽ gom dây lại, còn mình béo thì mình sẽ nới nới cái dây ra ha. Đầm là thiết kế thì phía sau có khóa kéo hạt nước nha, 25.000. Rồi ai lấy đầm chốt cho Hoàng đầm. Ok em nha. Rồi ai lấy đầm chốt đầm nha. Mà em tranh thủ nha, tại vì chị mà giữ đơn lâu quá thì nó cũng lạc lung tung hết á. Tại vì bây giờ kho nó đang lộn xộn lắm. Kho nó đang lộn xộn lắm. Ai mà đủ là phải đi liền. Còn để lâu quá thì nó cũng lạc tứ tung lung xèn hết trơn á. Chốt cho em thu tiền nè. Chốt cho em thu tiền. Chị chỉ giữ cho khách quen là giữ được vài ngày đó. Chốt cho em thu tiền. Rồi. Chứ khách lạ là chị không có giữ luôn. Khách lạ là hôm trước hôm sau mà không mua là sale thôi chứ không giữ được nữa. 3 cái 60 ngàn. Trời ơi. Quần này mà còn sót đây má ơi. Trời ơi. Quần giả váy nè. Không phải là quần giả váy mà cái quần này nè. Ở phía đằng sau á thì nó làm cái lưng thun, hiểu không? Cho mình có cái độ thoải mái. Nhưng mà đằng trước á là nó làm cái kiểu này nè. Rồi form này là 55-56kg trở lại mặt vừa. 55kg trở lại mặt vừa ha. 55kg trở lại mặt vừa. Tri ân cho mọi người 19.000. Tri ân cho mọi người 19.000 nha. Quần này là 35.000 cái, tri ân 19.000 đó. Rồi ai lấy quần chốt cho Hoàng quần sọt nè. Quần sọt nha. Nè, mặt nó như vậy nè. Quần 19, form 55kg nha. 55kg trở lại thôi. Tối đa là 55kg. Mặc vô thì nó phồng phồng á, tưởng giống cái váy vậy đó. Tưởng giống cái váy vậy đó. Rồi ok nè, cho Kim Thanh, cho Kim Thanh 2 cái nè. Cho Vinh Nguyễn 1 cái là hết nha. Đầm 25 hết rồi Huy Hoàng ơi. Ok nè, chốt cho Kim Thanh nè. Kim Thanh nè, 2 cái nè, 19.000. Rồi em gì ta? Kim Thanh 1 cái với lại Vinh Nguyễn là hết nha. Có 3 cái thôi cả nhà, hết rồi đó cả nhà. Quần có 19.000 thôi nhưng mà hết rồi nha. Cho Vinh Nguyễn với lại Kim Thanh á, hết rồi nha cả nhà ơi. Hết rồi. Cho Vinh Nguyễn nè. 19.000. Sao chị mua thêm mà không được? Chị chốt sau thì đâu có được chị yêu ơi, chị phải chốt trước. Rồi cái áo này nè, em tặng luôn cho mọi người, em khỏi bán đi. Hàng này là hàng siêu thị nè. Nhưng mà cỡ tầm 48kg đến 50kg mặc vừa nha. Chốt cho em áo xanh tặng cả nhà. Chốt cho em áo xanh tặng. Chị ơi, chị comment sau á thì chị đâu có mua được. Chị nội mà chị ghi cái đó xong, em thấy chị vừa ghi cái chữ mà chị còn ghi cái dấu chấm nữa thì nó lâu hơn người ta comment là đúng rồi. Mấy chị kia comment rẹt liền. Chị comment mà sao chị mua thêm mà không được. Chị vừa ghi xong rồi chị ghi cái dấu chấm xong, chị ghi xong chị qua cái chỗ đó chị ghi cái dấu chấm nữa thì người ta chốt hết luôn 7 kiếp rồi. Áo xanh tặng nha, chốt cho bé Dương Thanh nè. Cô Kim Loan chốt tặng không được, chốt cho Dương Thanh trước nè, chứ không khách kiện nè. Không đồng nè. Chị ghi sâu rút thì đâu có ghi được, chị phải comment thiệt nhanh lên chứ. Tại vì hàng em sale mà chị comment chậm chậm rút thì làm gì còn. Rồi vẫn còn một bộ dây tần nha. Còn một bộ dây tần, ai chưa mua được thì mua nè, 15.000. Nó còn sót ở trong cái ri đồ của khách xã nè. Form 55kg trở lại nha, là em bao cho mấy chị là cực kỳ đẹp luôn. Nè, 55kg trở lại.
55kg trở lại mặt đẹp. Chốt cho em bộ dây 15.000. Cái màu hồng này là hồng gì á, nó nhẹ nhẹ nhạt nhạt như vậy thôi. Tại vì mạng em chậm quá đó, cho nên là khi mà em người ta chốt rồi em mới thấy chị nói tên và đưa mẫu là do mạng em mới chậm. Đến khúc đó em mới thấy mà người ta đã thấy lúc trước đó rồi. Chứ tất nhiên là người ta phải thấy thì người ta mới mua được. Chứ người ta không thấy, người ta không biết mã thì làm sao người ta comment được. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng bộ dây nha. Ok, chốt cho bé Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn khỏi cần cho chị số điện thoại một lần thôi là chị biết rồi. 15.000, ok, chốt cho bé Trang Nguyễn nè. Mẫu này Hoàng sale luôn. Sữa tắm ngựa 10 chai bao nhiêu tiền vậy em? Sữa tắm cá ngựa hả? Bình thường là em bán 35.000 một chai. Cái đó thì người ta đang bán 40-50.000 gì đó. Bình thường là em bán 35. Em sale thì 29.000 ở trên live stream. Chị mà lấy 10 chai thì em tính chị là giá 27.000 là hết rồi nha chị, hết sức rồi nha. Không bao giờ có cái giá nào nữa hết nha. Sữa tắm cá ngựa này, khối lượng là 300ml nha. Cái này có chỗ nó, cái này là hàng Thái, hàng Đức. Mùi thơm rất là lâu luôn. Đảm bảo là mọi người tắm từ mới tối thôi, nhưng mà đến khuya khi mọi người lên giường ngủ, chồng mình vẫn còn nghe mùi. Cái hàng sữa tắm cá ngựa này nè, hàng của em là hàng chính hãng nha. Chứ còn nếu như mà hàng nhái á, là mấy chị sẽ không tắm xong không nghe cái mùi gì hết trơn á. Khi tắm thì nghe mùi quá trời, về tắm xong ra ngoài không nghe mùi. Còn cái thằng này nè, chỉ cần mọi người tắm xong đến khuya đó, lên giường ngủ, trên làn da mọi người nó vẫn lưu hương nha. Sữa tắm cá ngựa của Đức nha, sữa tắm cá ngựa của Đức. Nó tóm lại là khách em mua suốt ngày đêm. Khách cứ thiếu là khách nhắn tin vào Messenger mua thôi. Chứ em thiệt, ba cái mỹ phẩm á, nhiều khi em thỉnh thoảng thì em like, chứ nhiều khi em lười like, em đăng bài rồi ai thích lấy cái gì thì nhắn tin. Như cô Kim Loan này, từ đó đến giờ là cô lấy biết bao nhiêu chai gel tan mỡ rồi. Cô lấy chắc phải là không biết dùng cái từ mấy chục chai nữa. Cứ lâu lâu cô lấy 5 chai, 7 chai, 3 chai cô lấy liên tục. Hoàng cũng không có thời gian mà up. Nó tóm lại là khách nào thích lấy cái gì thì mọi người cứ nhắn tin cho Hoàng. Tại vì cái sản phẩm này thì Hoàng cứ bán quanh năm, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn bị cháy hàng nha. Chứ không phải là có hoài, có đôi khi nó cũng bị cháy. Ok, mua ở trên live stream thì em sẽ tính giá 29.000 nha. Chốt cho bé Dương Thanh nè, 29.000 nha. Chứ còn bình thường đăng bài là em sẽ bán giá 35 nha mọi người ơi. Tại vì bán quá bèo là em có lời gì đâu. Bán một cái tiền ship của cái đó nó nặng lắm á. Một chai như vậy tới 3 lạng luôn là bằng 2-3 bộ đồ á. Rồi cái đầm này em sale luôn cho mọi người luôn. Rồi đầm này em sale luôn cho mọi người nha. Foam 55kg trở lại mặt đồ sale cho mọi người luôn. Foam 52kg, 52-53kg thôi. Sale cho mọi người luôn nha. 15.000. 15.000 nha. Ai lấy chốt cho em 15.000. Tại vì foam này 52-53kg mặc được thôi. 52-53kg mặc được thôi, em sale luôn cho mọi người nha. Em sale luôn. Sale luôn 15.000 nha. Sale 15.000, ai lấy chốt cho em đầm một sữa tắm cá ngựa. Ok. Ok cho chị Nguyễn Thị Mùi nè, cho chị Kim Thanh, cho bé Kim Thanh nè. Rồi ai lấy đầm 15 chốt cho Hoàng đầm 15 nha. Cái này mấy cái sữa tắm cá ngựa này là mọi người phải mua có đơn nha, chứ mua không cái sữa tắm Hoàng không có gửi được đâu. Ok nè, cho Nguyễn Thị Mười một cái rồi cho em ghi cái này, em ghi chú lại đi, hồi em soạn sau ở đằng sau kho. Ok nè, sữa tắm cá ngựa nè, soạn vậy thôi. Rồi thứ nhất là Kim Thanh một chai nè, một chai nè. Rồi chị Nguyễn Thị Mười một chai nè, một chai nè. Rồi ai nữa, Huy Hoàng một chai, Huy Hoàng một chai nè. Mà em bán cái chai sữa tắm cá ngựa đó em cực lắm nha. Ok nè, Bảo Nguyễn một chai nè. Khách mới thì nhớ nhắn tin vào Messenger cho Hoàng. Ví dụ như Huy Hoàng với Bảo Nguyễn này nè, mà không có đơn thời trang kèm theo thì Hoàng không có chốt và không gửi nha. Tại vì cái quỹ này nó nặng lắm, không có ai gửi được đâu. Không có ai gói gửi được, cực lắm chứ bộ. Mỗi lần gửi cho mọi người phải gói cực lắm chứ không nó chảy ra chứ bộ. Đi ơi, đi, đi hả? Đây ơi, lấy cho anh hộp sữa do mốt trong tủ cho mẹ cái.
chấm bài lên cho em nha cả nhà. Nè, bị bẩn nè, không biết là cái gì. Một cái zoom vàng nha, chốt cho em zoom tặng form 55kg trở lại mặt đường. Form 55kg trở lại mặt đường, nó bị dính có chút xíu ở quần vậy thôi mà em tặng luôn cho mọi người nè. Cái này là chắc là con em nó đạp lên trúng hay sao. Zoom tặng form 55kg trở lại mặt đường nha. Form 55kg trở lại mặt đường, chốt cho Hoàng zoom tặng nha. Chốt cho Hoàng zoom tặng form 55kg trở lại mặt đường, chốt cho Hoàng zoom tặng nha. Chốt cho Hoàng zoom tặng form 55kg trở lại mặt đường. Rồi cái này là cho chị Trần Sâm một chai, ok à, chị ok nè. Chị Trần Sâm ok nè. Khách có đơn thời trang thì em mới chốt được, còn không có thì em cái này em không có gửi được. Zoom tặng, zoom tặng. Zoom tặng cho ai vậy? Zoom tặng cho Thu Tiền đi ha. Rồi ok, zoom tặng cho Thu Tiền. Không đồng. Ưu tiên cho khách chưa được quà tặng vào tối trưa đến giờ. Nhưng mà yên tâm đi, em tặng hoài đến đến mai vẫn còn tặng luôn. Rồi cái đầm này chốt cho Hoàng đầm 10 đi ha. Còn có cái sale 10.000, form 65kg mặc được, chốt cho Hoàng đầm 10 nha. Form 65kg mặc được, chốt cho Hoàng đầm 10. 65kg luôn nha, bầu bí bon chen thả ga luôn. Chốt cho Hoàng đầm 10 nha. Trời ơi, mua cái 10.000 thôi về mặc ngủ cũng sướng nữa, cần gì làm gì. Chốt cho Hoàng đầm 10. Chốt cho Hoàng đầm 10 nha. Ai lấy đầm 10 chốt cho Hoàng đầm 10 nè. Đầm 10.000 gom xả hết luôn. Đầm 10 cho cô Kim Loan nè. Cho cô Kim Loan 10 nè. Thôi không có, thôi đi chỗ khác đi. Rồi đi đi, ra đằng sau chơi đi. Rồi bộ màu nâu nè, em share cho mọi người 10.000 luôn. Bộ này form 55kg trở lại mặt vừa nha. Form 55kg trở lại mặt vừa, chốt cho em bộ 10. Chốt cho em bộ 10 nha. Rồi em sale luôn cho cả nhà 10.000. Form 55kg trở lại mặt được, chốt cho em bộ 10 nha. Em xả đó, em xả kho này. Này còn thứ bộ em xả luôn. Chốt cho em bộ 10 nha cả nhà ơi. Bộ 10. Còn thứ có một bộ duy nhất à, em xả luôn. Rồi ok, bộ 10 nè, chốt cho Dương Thanh nè. Chốt cho Dương Thanh nè. 10.000 nè. Ok, chốt cho Dương Thanh 10.000 nha. Rồi còn một bộ thun lạnh này nè. Em sale 20.000, bộ thun lạnh đùi nè sale 20.000 nha. Bộ thun lạnh đùi nè sale 20.000, form 65kg cũng mặc sướng luôn. Em ở trong nhà em có cái bộ y vậy nè. Rồi ai lấy cho em chốt cho em thun lạnh 20. Thun lạnh nha, thun lạnh đùi 20. Ai lấy bộ thun lạnh đùi chốt cho em thun lạnh đùi 20.000. Còn mỗi thứ một bộ xả luôn. Thun lạnh đùi 20.000. Thun lạnh đùi 20.000 nha. Ok cho cô Kim Loan nè. Cho cô Kim Loan nè. Hai mươi nè. Mẫu gì đây Hoàng xả luôn cho mọi người nè. Mẫu này mẫu gì đây Hoàng cũng không biết luôn. Form 55kg trở lại mặt vừa, sale cho mọi người là 15.000 một cái đầm này. Đầm này Hoàng nhập vô 25.000. Hoàng nhập vô 25.000 nha. Tại vì đầm này cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà nó có nhiều màu lắm. Rồi Hoàng xả luôn cho mọi người 15.000. Form 55kg trở lại mặt đẹp nha. Form 55kg trở lại mặt đẹp. Đầm này nè, 55kg trở lại mặt đẹp nha. Đầm này là cực kỳ đẹp luôn. Hoàng nhập vô á 100 cái đầm mà giá 25.000 á, không nói láo đâu. Rồi bây giờ Hoàng sẽ cho mọi người xem màu. Cho mọi người xem màu nha. Xem màu và chốt, Hoàng sale luôn cho mọi người 15.000. Ưu tiên là khách có đơn nha, khách chưa có đơn chốt cực lắm. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Nó có màu hồng là 1 nha. Màu hồng là 1, màu đỏ là 2 nha. Hàng theo ri nhưng Hoàng tri ân cho mọi người luôn. Màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Màu hồng, màu đỏ, màu xanh nha các tình yêu ơi. Nè, hàng theo ri mà. Màu xanh nè, màu đỏ nè. Là Hoàng đang nói cái hoa này thôi nè. Nè, màu đỏ nè. Rồi màu xanh nè.
và màu hồng nè ha. Ai lấy màu nào chốt lên cho Hoàng, sale luôn 15.000 ha. Đầm này Hoàng nhập vô 25.000, lúc đó Hoàng nhập 100 cái đầm này nè. 25.000, tại giờ nó vẫn còn theo ri nè, nó sót nguyên một ri. Hoàng ơi, em còn áo tay dài giống bữa chị lấy không? Áo tay dài đẹp quá đúng không chị? Chất vải quá đẹp luôn đúng không? Em nói thật, 25.000 không thể nào mình đi mua ở đâu được cái áo tay dài mà đẹp như vậy đúng không? Nó thật luôn, nó quá đẹp. Đợi xíu còn rồi em like cho nha chị. Rồi hồng với đỏ cho Kim Thanh này, hồng với đỏ cho Kim Thanh, mọi người chốt màu giúp Hoàng nha. Kim Thanh này, hồng với đỏ này, 15.000 nè. Cho Kim Thanh này. Kim Thanh 15.000 này, hồng với đỏ này. Ai lấy thì chốt cho Hoàng màu luôn nha. Bảo Nguyễn chưa cho thông tin số điện thoại địa chỉ nè. Nguyên Quyên chốt màu giúp Hoàng nè. Nguyên Quyên là chốt màu giúp Hoàng nha. Rồi mọi người ơi nhớ chốt màu giúp Hoàng nha. Đầm xanh ok cho Quyên Quyên nè. Đầm màu xanh cho Quyên Quyên 15.000 nè. Trời ơi cái đầm này là cực kỳ đẹp nha, Hoàng nói thật luôn. Chất vải đẹp vô cùng luôn. Rồi ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng nè. Màu đỏ nha, màu hồng, màu đỏ màu hồng nha. Màu đỏ màu hồng nè, màu xanh nè, đỏ hồng xanh nha. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng. Sale luôn 15.000, hàng theo ri nè. Quá đỉnh không. Trời ơi bán lỗ một phút luôn. Rồi đợi một xíu em sẽ đi tìm áo tay dài em sale cho chị. Thấy chị không? Dạ thấy chị bình thường chị ơi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Sale 15.000 là quá bèo luôn. Vì cái đầm này chất đẹp lắm. Nhập vô và đã 25 á. Người ta đang bán cái mẫu đầm này 35.000 một cái đầm đó đó. Chị nè, hồng cho Bảo Nguyễn chưa có số điện thoại nha cục cưng. Bảo Nguyễn này chưa có số điện thoại địa chỉ gì hết nè. Có đơn chủ động nhắn tin vào Messenger cho Hoàng mới chốt nha. Chứ Hoàng không có alo, ba cái hàng sale này Hoàng không có alo đâu. Rồi nè chị. Dạ rồi ok chị Hồ Ngọc Dung nha. Ok chị Hồ Ngọc Dung. Ok cho chị Hồ Ngọc Dung nè. Ok cho chị Hồ Ngọc Dung nha. Em còn bộ thun lạnh 20 không, lấy cho chị 5 bộ hết trơn. Thun lạnh là bây giờ tìm không có ra luôn á. Rồi nè, áo màu xanh 25.000 nè, tay dài nha. Em còn hai báo. Ai lấy chốt cho em nè, tay dài 25 free size nha, bao nhiêu ký cũng mặc vừa hết. Rồi ai lấy áo xanh 25 chốt cho Hoàng áo xanh 25. Cái mẫu này Hoàng bán 35 á, giờ còn ít thì Hoàng sale 25 thôi. Chưa hết rồi nha. Ai lấy thì chốt cho Hoàng áo xanh nha, 25.000 vô cùng đẹp luôn. Áo xanh 25 nha, cho chị Trần Sâm nè. Cho chị Trần Sâm 25 nè. Thun lạnh là bây giờ hiếm lắm luôn á. Em bây giờ em đi lấy hàng nó cũng không có cái thun lạnh luôn. Rồi ai lấy áo xanh nữa thì chốt áo xanh cho Hoàng nha, 25.000 Hoàng còn hai áo này. Còn hai áo đưa xe cho mọi người 25.000. Rồi cái này mà giả tỷ mà em nói dạy chứ, cái này mà mình muốn đi lạnh đó, tóm lại là nếu như công việc của mình á mà hay ở ngoài nắng á mấy chị, hay ở ngoài nắng hay là mình hay đi buổi sáng trời lạnh á, áo này cực kỳ ok luôn. Biết sao không, nó giúp mình á hả, chống nắng cực kỳ luôn, thiệt luôn. Hoặc là mình mới sinh á, mình mới sinh dậy á, mình có cái áo này mình mặc cũng ưng nữa. Ok áo xanh cho chị Nguyễn Thị Mai này. Em còn có mấy cái ít thôi, em sale luôn giá 25.000 á. Trước mấy mẫu này em bán 35 luôn. Bảo Nguyễn là không thấy cho chị thông tin số điện thoại địa chỉ nha, nên chị không có chốt nữa em yêu nha. Ok cho chị Nguyễn Thị Mai nè, 25.000 nè. Cho chị Nguyễn Thị Mai 25.000 nè. Áo xanh chị Hải Trần hả? Hình như hết da cái màu xanh rồi sao á. Em không còn cả màu xanh nữa kìa.
em không thấy còn cái màu xanh đó nha, hết nha chị ơi. Rồi qua màu xanh này chốt cho em số 2 đi ha. Cái này chốt cho em số 2 đi, form này cỡ dưới 60 nha, 60kg trở lại thôi. Ủa mà 65 chứ, không có đâu 60, tại vì cái chất này nó giãn không bằng. Rồi ai lấy chốt cho em mã số 2 nha, 25.000 luôn, mã số 2, 25.000 mã số 2 nha. Ai lấy số 2 chốt số 2 cho em 25.000. Chị Hải Trần không có, Amy Ngọc chị không có nha. Tại vì có ít lắm, có ít lắm. Cái này nó chỉ còn sót một hai cái còn sale thôi, cái mẫu này không còn nhiều nè. Rồi ai lấy số 2 chốt cho Hoàng số 2 nha, cái màu xanh dương dương hay sao. Rồi ai lấy số 2 chốt số 2. 25.000 nha. Ai lấy số 2 chốt số 2 25.000. Cái hình cái con đó luôn á. Rồi ai lấy số 3 chốt cho Hoàng số 3. Số 3 là xanh đen nè. Rồi 60kg trở lại, 60kg trở lại nha. Rồi ai lấy số 3 chốt số 3. Rồi cái áo tay dài này là khách Hoàng mua rồi, còn mua thêm là mọi người biết rồi. Chất đẹp lắm luôn, không bao giờ có hàng hết trơn hết trọi. Rồi ok nè, cho chị Hải Trần số 2 nè. Chị nào lấy số 3 chốt cho Hoàng số 3 nha, 25.000. Ai lấy số 3 thì chốt số 3. Ok, cho chị Hải Trần trước nè. Chị Nguyễn Thị Mùi không có nha. Cho chị Hải Trần nè, 25.000 nè. Rồi ai lấy số 3 chốt cho Hoàng số 3, 25.000 nha. Ai lấy số 3 chốt cho Hoàng số 3, 25. Dạ đúng rồi, mua mặt ở nhà là mùa quê mình nó thẳng ra là, nếu như mà quê bạn nào mà nắng quá đó, hay là mình mà hay có công việc ví dụ như làm ngoài nắng á, thì thực sự là mặc cái áo tay dài xong mọi người cứ nói là mặc nhiều áo rồi nó nóng, không hề nóng mọi người. Mặc áo tay dài xong mặc áo khoác á, nó vừa dưỡng trắng da và không hề nóng nha mọi người. Mồ hôi lúc đó nó ra đúng không, nó làm cho cái người mình cực kỳ mát. Và những người mà mặc như vậy á, cởi đồ ra, ra trắng bum như bông bưởi luôn. Em nói thiệt, vì sao mấy chị biết sao, lúc đó là khi mình mặc đồ dày á, lỗ chân lông mình nó sẽ giãn nở ra, xong rồi lúc đó da trắng cực kỳ luôn. Dạ không, bộ thun trên 60 hết rồi chị ơi, bộ thun lên có bao giờ. Quán này bảy múa không có bộ luôn. Cái nước là em hết sạch nha. Giờ quán này bảy múa không còn một bộ. Tại vì rồi nha, ai lấy, ui còn một cái áo, hồi nãy hình như cái áo màu xanh này chị nào chốt chưa được còn còn này. Có hai cái áo màu xanh này vẫn còn nè, sót ở trên cái ri này ta ơi. Rồi form này thì 65kg vô tư nè. Rồi ai lấy cái này chốt, cái này 65kg vô tư nè cả nhà. Đúng rồi, chị bây giờ chị ở nhà chị cũng mặc áo tay dày này nè. Ví ý là chị thì cũng không có làm gì, nhưng mà cứ đi ra đi vô á, sao tự nhiên nhiều khi thấy mình còn đen hơn bà chồng mình luôn. Không có làm gì hết trơn á, nhưng mà nó tóm lại là dù là cái nắng hanh thôi, nó vẫn làm cho mình, da mình nó sạm á. Mà nó sạm lâu ngày là nó thành đồi mồi luôn á. Cho nên là mọi người tưởng là mấy cái con diễn viên là da trắng hả? Diễn viên nó không bao giờ dám đi ra đường và trời nắng luôn. Cái ánh nắng mặt trời á, tia UV á, làm da mình lão hóa nhanh, cực nhanh luôn. Thiệt luôn á, giờ Hoàng mới biết á. Trời ơi, dù nắng hanh thôi da mình vẫn bị nám nha cả nhà. Nắng hanh thôi chứ Hoàng không nói là nắng mà chắc lè kia mà táp vô người mình thì thôi, thì thành con Chí hồi nào hay luôn á. Ok nè, cho chị áo xanh này cho chị Hiền Hoa Hồng nè. Chị Hiền Hoa Hồng một cái, chị Hải Trần một cái là hết nha. Cô Kim Loan không có nè. Mặc được áo tay dài thì da đẹp chứ sao. Chiều mát mình đã mặc đồ ngắn. Hiền Hoa Hồng nè, một cái này 25.000 nè. Rồi với lại một cái cho chị Hải Trần. Rồi là hết nha, còn có hai cái thôi cả nhà. Chị Hải Trần với chị Hiền Hoa Hồng thôi nha, 25.000. Cô Kim Loan không có. Nè cái mẫu áo bi siêu dễ thương nè. Ai lấy áo bi chốt cho Hoàng áo bi nha. Áo bi 25.000. Cái này là 65kg là vô tư nha. Hoàng là có lấy sẵn mấy cái rồi, Hoàng lấy mỗi thứ một cái biết không. Ít bữa đẻ xong dậy mặc cái này nè. Nó tóm lại là mình không mặc áo khoác, mình mặc tay dài xong rồi cái này cái cổ nó cũng cao như vậy nữa nè. Đẻ xong rồi dậy mặc, xong rồi đổi cái nón vô nữa. Đó, lấy mỗi cái một màu hết rồi, để ra đằng sau rồi bữa đẻ xong là dậy mặt toàn này miết dưỡng da chứ sao, đúng không? Rồi đó, ai lấy bi chốt cho Hoàng mã bi nha, 25.000. Đó, chị nào mà hay đi bán đi buôn hay ở ngoài nắng là phải mặc áo tay dài thôi. Chị nào lấy bi chốt cho Hoàng mã bi 25 nha. Chị nào lấy bi chốt cho Hoàng mã bi 25 nè. Bi 25 nha cả nhà ơi.
chị nào lấy bi chốt bi 25 ngàn, rồi cái mẫu tay dài đẹp lắm, mấy chị mua xong là chị nào cũng hỏi mua thêm hết á nha. Ai lấy bi chốt cho Hoàng mã bi 25 ngàn, bi nè, cho Nguyễn Thị 10 một cái bi nè, Nguyễn Thị 10 nè, ok nè, 25 ngàn nè một cái bi nè. Rồi bi chị Nguyễn Thị 10 nè, Ngọc Hà nè, chị chốt đi, em giờ em like qua cái mẫu áo dài cho chị lựa nè, chị muốn lựa cái nào chị lựa cho chị Ngọc Hà nè, 25 nè. Rồi cho chị Hiền Hoa Hồng nè, cho chị Hiền Hoa Hồng nè, 25 nè, 25. Lưu Tiến Minh là ai ta? Lưu Tiến Minh là Quyên Quyên á hả? Lưu Tiến Minh là Quyên Quyên á hả? Lưu Tiến Minh hả? Quyên Quyên hả? Quyên Quyên nè, 25 nè, có phải không Quyên Quyên ơi? Lưu Tiến Minh có phải là Quyên Quyên không? Rồi bi cho cô Kim Loan nè, bi cho cô Kim Loan nè, 25 nè. Rồi đợi thằng ra thằng kia thằng tìm còn sót cái bi nào không? Ai thích mẫu bi thì mọi người cứ chốt bi đi, em đi tìm. Rồi còn một cái bi nữa là hết nha. Cái bi này là cho Kim Thanh là hết. Cô Kim Loan xong đến Kim Thanh là hết mã bi nha cả nhà. Kim Thanh là hết mã bi nha. Còn một cái cho Kim Thanh nữa là hết nha. Hết không còn cái mã bi nào nữa nha cả nhà ơi. Không còn một cái mã bi nữa nha. Mua cái mã khác giúp Hoàng. Cái mã bi này là hết sạch nè. Ok nè. Cho cái này là cho bà Kim Thanh nè. Là hết nha. Hết nha cả nhà ơi. Mọi người comment sau thì không có nha. Sau cái chữ Kim Thanh là không có áo bi nha cả nhà nha. Ai không đọc tên là không có đâu. Nè có một khúc luôn. Trang Nguyễn là không có nè. Chị Trần Sâm không có. Phương Lan không có nha. Ba chị không có. Rồi qua cái mẫu này cho em. Mẫu này cho em nha. Mẫu này là chốt cho em là mã số 5 đi ha. Ai lấy số 5 comment cho em số 5 nha. Vừa resize luôn. Ai lấy số 5 chốt cho em số 5. Em là em mặc vừa, hiện tại bây giờ 68kg em vẫn mặc vừa nha. Rồi ai lấy số 5 comment số 5 cho em 25.000. Ai lấy số 5 comment cho em số 5 nha. Đó, rất là vô cùng đẹp luôn. Khách mua rồi mua nữa là mọi người biết ha, khỏi cần giới thiệu nữa. Chứ không đẹp thì không ai rảnh mà mua rồi mua nữa hết trơn á. Đó, rồi em còn một ít nữa là em share cho mọi người. Cái này là em về cho khách sỉ thôi. Còn một ít rồi em bán luôn là hết luôn á. Là không bao giờ về hàng này nữa nha. Hàng này là sau cái lứa này là hết luôn. Rồi số 5 cho chị Trần Sâm nè. Ai lấy số 5 chốt số 5 cho Hoàng nha. Số 5 cho chị Trần Sâm. Số 5 cho chị Trần Sâm nè, 25 ngàn nè. Sale rồi còn không còn về chi nữa. Cho chị Trần Sâm một cái nè, cho chị Hiền Hoa Hồng một cái nè. Ok em nha. Thứ hai mới chốt đơn được em. Cho chị Hiền Hoa Hồng nè. Trần Sâm rồi đến chị Hiền Hoa Hồng, đến cho cô Kim Loan. Ai lấy cái mẫu này thì chốt cho Hoàng nha. Cho chị Hiền Hoa Hồng. Hiền Hoa Hồng. Nay hoặc là thứ hai thôi, mai đâu đơn bưu tá đâu có đi hàng. Rồi cô Kim Loan một áo này. Cô Kim Loan này. 25 này. Rồi tiếp đến là cho Quyên Quyên 25 nè. Quyên Quyên nè. 25 nè. Mặc cái này khỏi cần mặc áo khoác nóng nực. Cho Phương Lan một áo nè. Hình như cái mẫu này Hoàng chưa có hay sao, chừa lại cái mặc quá. Phương Lan một cái, còn cái thôi để cho Hoàng nha. Rồi còn cái thôi để cho mình. Mình cũng chưa có cái nào. Hết bữa đẻ vậy không có cái phỉnh gì mặc hết. Rồi xong, qua mẫu đó nha, qua mẫu đó tiếp mẫu khác. Tay dài là mỗi thứ mà còn một ít thôi là hết luôn. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng sọc vàng 25. Sọc vàng 25 nha. Sọc vàng 25 nè. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng sọc vàng 25 nha. Đi hết một tua cái áo tay dài xong rồi hôm qua hàng khác luôn.
để cho mấy chị mua cho thoải mái. Một bữa này nữa là hết hàng nha. Rồi ai lấy sọc vàng chốt cho Hoàng sọc vàng. Ủa chết mẹ rồi, sọc vàng này tay ngắn cha rồi. Chết mẹ. Sọc vàng tay ngắn thôi, theo cho mấy chị 20.000 thôi. Sale 20.000 nha. Tại vì tay ngắn nên Hoàng sale luôn 20.000. Ủa cái này bình thường tay dài mà tự nhiên lần này nó lòi ra cái tay ngắn vậy trời. Rồi chắc bên xưởng bỏ nhầm cho mình rồi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng sọc vàng tay ngắn nha, 20.000 chốt cho Hoàng 20 đi. Chốt cho Hoàng 20 nha, chất vải đẹp y chứ cái chất vải tay dài vậy đó. Mà tự nhiên nó làm cái này tay ngắn cha rồi. Gọi là tay ngắn này. Để cái để em mặc, Hoàng mặc thử cái cho mọi người xem nha, mặc thử cái với chân váy cho mọi người xem. Tay ngắn 20. Ai lấy thì chốt cho Hoàng tay ngắn nha, cái mẫu này tay ngắn mất tiêu rồi. Sọc vàng cho cô Kim Loan 20 nè. Cho cô Kim Loan này, cái này tự nhiên trúng tay ngắn nè. Ai lấy chốt lại cho em 20 nha. Sọc vàng 20 nha. Tự nhiên cái này chuyển qua cái tay ngắn mất dép. Kỳ vậy. Gì kỳ vậy. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng, Hoàng lại Hoàng mặc thử cái cho mọi người xem nha. Tự nhiên tay ngắn nó bị lẫn vô đây thôi, hình như có 1-2 cái thôi. Có 1-2 cái tay ngắn Hoàng xem 20 nha. Có 1-2 cái thôi. Rồi ai lấy nữa chốt cho Hoàng này tay ngắn nè. Nhưng mà hàng này xịn lắm. Tay ngắn nha. Ai lấy tay ngắn chốt cho Hoàng tay ngắn. Free size nhiêu ký cũng mặc vừa hết nha cả nhà. Nói là free size nhiêu ký cũng mặc vừa hết trơn á. Hoàng bây giờ là đang bầu bí 68kg rồi. Hoàng là đang bầu bí là 68kg rồi nha. Hoàng đang bầu bí 68kg nè. Ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Đang bầu bí 68kg. Đó, mặt nó như vậy nè, sọc vàng. Tay ngắn nha. Tay ngắn còn không biết nó bị lộn cái tay dài vô hay tay ngắn nó bị lộn vô đây hay sao ấy chứ. Xíu nữa Hoàng tìm cái sọc vàng tay dài Hoàng chốt cho. Ê, có qua cái tay dài rồi nè. Vậy là trên người Hoàng còn một cái cho cô Kim Loan nữa là hết rồi nha. Rồi, còn một cái cho cô Kim Loan này là hết nha. Hết tay ngắn rồi. Giờ nó qua cái mẫu tay dài, đúng rồi. Tại vì Hoàng nhập tay dài mà Hoàng đâu có nhập tay ngắn đâu. Rồi, đây nè, ai lấy chốt cho Hoàng tay dài nha, 25. Tay dài 25 nha. Qua mẫu tay dài này, tay ngắn hết rồi. Tay ngắn nó bị lẫn vào thôi chứ nó đâu có đâu. Tay ngắn là người ta may bị lộn á, bị lẫn vô á. Tay ngắn là nó bị lẫn vô thôi chứ đâu có tay ngắn đâu. Tay dài nha. Tay dài. Sọc chị mặc hết rồi nha, của cô Kim Loan. Sọc chị mặc bây giờ có tay dài thôi, tay ngắn là hết nha. Tay ngắn là nó bị lộn mẫu vô thôi cả nhà. Nó bị lộn mẫu vô thôi chứ nó không có nha. Tay dài thôi chứ không có tay ngắn. Tay dài 25.000 cho Hoàng nha cả nhà. Tay dài là 25.000. Tay dài là 25.000 nha, tay nó dài như thế này nè. 25.000. Ai lấy chốt cho Hoàng mã tay dài 25 nha. Đó. Free size nhiêu ký cũng mặc vừa hết, tay dài, tay ngắn là không có. Cái này là Hoàng về tay dài không à, nó bị lẫn vô á. Có 1-2 cái thôi. Nó bị lộn vô á. Chứ không có cái này của cô Kim Loan nha. Giờ là ai lấy tay dài thì chốt tay dài thôi, free size 40kg đến 65kg vô tư. Hoàng là đang là 68kg luôn á chứ. Hoàng chừa mấy cái để sau khi sinh dậy á mặc để cho nó dưỡng trắng da luôn chứ. Cái này cho cô Kim Loan. Hoàng chừa mỗi cái một áo hết rồi. Chứ không mấy cái mẫu này bán hết, bữa sau có đâu mà mặc. Rồi bây giờ Hoàng chốt nè. Rồi ok cho chị Trần Xăm một áo nè. Mọi người chờ em một xíu nha. Ok là cho chị Trần Xăm một cái nè. Cái này là cổ vàng hết, đâu có cái cổ màu gì khác đâu em hứa. Cái sọc vàng thì cổ vàng thôi. Rồi cho chị Trần Xăm nè. Ai thích chốt tay dài như Hoàng mặc thì chốt nha. Tay dài nè, Hoàng đang còn 6-7 cái luôn. Cho chị Trần Xăm nè. 25 nha. Trần Xăm 25 nè. Ok nè, cho chị Trần Xăm một cái nè.
dài cũng được, ok cho uyên thuyền nè, ok cho uyên thuyền một cái, đúng rồi, dài nè, bỏ đại vào đây luôn, hồi xếp sau cho nó nhanh, uyên thuyền nè. Cái này là ai mặc cũng đẹp hết nha mọi người ơi, cái này người béo người gầy gì mặc đẹp hết trơn luôn. Ok cho em Phương Hướng một áo nè, Phương Hướng một áo nè, ok nè, cho em Phương Hướng nè. Trời ơi mấy cái này nó bị rách cái bị nê lông á. Phương Hướng nè. Rồi tiếp tục ai nữa, Amy Ngọc Trang Nguyễn một cái nè. Amy Ngọc chưa có số điện thoại địa chỉ nha. Rồi Trang Nguyễn một cái nè. Đẻ xong mà chắc mặt vô tư luôn á. Trang Nguyễn một cái. $25 nè. Rồi ok nè. Rồi tiếp đến là chị Nguyễn Thị Mai một cái nè. Cái em đang mặc nè, ok cho chị Nguyễn Thị Mai nè, 25.000 nha, cho chị Nguyễn Thị Mai một áo nè, Nguyễn Thị Mai nè, 25 nè. Rồi tiếp tục là chị còn sọc khác, từ từ hết cái này xong chị lên cái kia. Rồi cho chị Hồ Ngọc Dung một cái nè, mẫu em mặc đây nè chị, cho chị Hồ Ngọc Dung nè. Hết cái mẫu này rồi chị lên cái mẫu khác cho chị Hồ Ngọc Dung. Tại cái đồ tay dài này chị mới vừa về lại sau được mấy trăm áo cho sỉ á, rồi còn ít thì like thôi, chứ mà chị Ngọc Sâm chị nhận hàng chị thấy đẹp quá chị mua thêm sẵn chị like luôn. Rồi còn hai cái sọc nữa, không ai lấy để đó cho mình mặc cũng được. Rồi nha, ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng cái sọc, sọc giống Hoàng mặc, ai lấy nữa thì chốt nha, còn không thì Hoàng qua mẫu nè. Tay dài hay tay ngắn đây. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng sọc đen. Sọc đen nha. Ai lấy sọc đen chốt sọc đen nè. Ai lấy sọc đen chốt sọc đen tay dài luôn. Hoàng like hết một lượt tay dài luôn, cho mọi người lựa cho thoải mái nha. Sọc đen nha. Ai lấy sọc đen chốt cho Hoàng sọc đen. Sọc đen nha cả nhà. Ai lấy sọc đen chốt cho Hoàng sọc đen nha. For size từ 40kg cho đến cỡ 65kg. Ok, Hoàng đang 68kg bầu bí nha. Nè sọc đen. Ok em, Amy Ngọc mua đơn hàng 100.000 chị mới ship nha. Mua mà không đủ đơn là chị không có ship được, là chị xả. Amy Ngọc này. Nếu như mà muốn chị giữ đơn á để mua thêm á thì phải vào nhắn tin cho chị. Rồi ai lấy sọc đen chốt cho Hoàng sọc đen nha. Rồi ai lấy sọc đen chốt cho Hoàng sọc đen. Ok cho chị Trần Sâm nè. Ai mặc cũng đẹp hết nha. Hoàng là Hoàng béo trùm luôn á. Trần Sâm 25 nè. Cảm ơn em Phan Thảo Loan. Rồi ok sọc đen cho Amy Ngọc nè. Cái này mà để dạy dưỡng da thì y bài luôn. Ôi chết mẹ, có cái sọc đen đó tay dài à. Còn này sọc đen này tay ngắn hả. Ê sorry chờ một xíu nha, coi chừng bị lộn rồi đó. Coi thử mấy cái này thử xem sao. Ồ chết rồi, có một cái sọc đen tay dài à. Hai cái sọc đen tay dài chốt được cho hai người à. Còn lại là sọc đen tay ngắn nha. Ok nè, cái này tay dài nè của chị Trần Sâm nè. Rồi tiếp tục là một cái sọc đen tay dài nữa là cho Amy Ngọc ở trên người Hoàng mặc nè. Vậy là bây giờ qua cái mẫu này tay ngắn thì xả cho mọi người 20. Tay ngắn thì xả cho mọi người 20 nha. Ai lấy sọc đen tay ngắn chốt cho Hoàng sọc đen tay ngắn 20 nha.
mình lấy dài không à, mà sao bên xưởng nó lại bỏ cho mình cái ngắn của vậy, chứ hoàng lấy dài không à, hoàng đâu có lấy ngắn, mình lấy áo tay dài không à. Rồi cái mẫu tay ngắn này lỡ rồi thì hoàng xe cho mọi người 20.000 sọc đen tay ngắn nha, 20.000. Ok nè, cho Emmy Ngọc với chị Trần Sâm là được tay dài nha. Còn bây giờ tay dài hết rồi. Tay dài hết rồi em ơi, tay dài hết rồi. Cái này cho Emmy Ngọc nè. Ai chốt trước thì có trước vậy thôi, chứ Hoàng cũng không có thiên vị ai. Rồi ai lấy tay và tay dài cái mẫu này hết trơn. Được cho hai người chốt trước có à. Được hai người chốt trước là chị Trần Sâm với lại Emmy Ngọc gì đó. Còn lại mấy chị chốt sau thì không có. Mấy chị chốt sau thì không có nha. Giờ em còn tay ngắn này 20.000. Ai lấy chốt cho em sọc đen tay ngắn 20.000 nha. Sọc đen tay ngắn 20.000. Em nghe nè. Thì kệ. Không, lấy đi rồi về để em gửi hàng đi. Thì chắc không đâu, nó không đóng đâu. Thôi anh sửa đi. Ok, cho Vinh Nguyễn một áo nè. Vinh Nguyễn một áo 20 nè. Ai lấy áo này thì chốt cho Hoàng 20 nha. Sọc đen tay ngắn 20 nha cả nhà. Chốt cho Hoàng là sọc 20 đi. Ok, chốt cho Vinh Nguyễn này. Mọi người chốt như Vinh Nguyễn vậy em mới chốt sọc 20. Để mọi người biết là cái 20 này là tay ngắn. Chứ không mọi người chốt cái hồi tưởng đâu là cái dài nữa là chết luôn á. Em đang bán cái ngắn nha. Rồi ai lấy tay ngắn chốt cho Hoàng tay ngắn 20 nha. Cái này là tay ngắn, nó bị lộn một cái vô đây à. Ai lấy chốt cho Hoàng sọc 20 á, là Hoàng biết tay ngắn. Rồi có một cái này nè, chốt cho Hoàng mã caro 25. Mã caro 25 nha, có một cái duy nhất thôi nha. Caro 25, một cái duy nhất thôi. Caro 25, một cái duy nhất nha. Ai lấy chốt cho Hoàng caro 25 nè. Một cái duy nhất thôi nha. Caro 25, một cái duy nhất. Một cái duy nhất là caro 25 nè. Sọc 20 ok cho Phương Mai nè. Áo quay lộn 20 cho Phương Mai chứ. Phương Mai nè. Hồi em nhắn tin vào Messenger cho chị, em mua đủ đơn rồi em nhắn tin vào Messenger, em khỏi nhắn tin trên đây. Sọc 20 cho chị Trần Sâm nè. Sọc 20 cho chị Trần Sâm nè. Rồi, caro 25 nè cho Isa Bình Thuận nè. Ok nè. Isa Bình Thuận nè. 25.000. Rồi ai muốn lấy cái 20 nữa thì lấy nha. 20 em đang còn mấy áo đây nè. Ai lấy nữa thì chốt, không thì thôi em qua mẫu đây. Rồi một cái quần này nó siêu dày luôn. 25.000 nha, quần này là siêu dày. 25.000 phôn cỡ dưới 60kg mặc được. Siêu dày nè em Phương Hướng nè. Cái mã siêu dày lần trước em mua cái xám mà siêu dày em hỏi chị nè. Còn một cái 25.000 nè. Phôm này 56-57kg ok. Chốt cho Hoàng quần legging xám 20 nha. Siêu dày. Dày mà vải tốt lắm. 25. Ai lấy chốt cho Hoàng nha. 25 nha. 25. Quần 25 cho Isa Bình Thuận ok em nè. Mẫu tay dài hình như hoàn toàn được một mẫu không hoàn hết luôn hay sao? Hoàn còn một cái mẫu tay dài này nữa nha, xám 25 hết em Uyên Thuyền ơi, hoàn còn một cái mẫu này là tay dài 25.000 nữa là hết nha. Không thì em nhắn tin cho trước khi chốt hàng thì chị báo với em chứ chị đâu có tự gửi đâu. Khi nào chị chốt hàng chị nhắn tin vào Messenger cho em chứ, rồi em muốn gửi đâu thì em báo chứ. Rồi mã này chốt cho Hoàng hoa xám 25 nha. Hoa xám 25. Ôi đùm, cái này sao tay ngắn vậy. Hoa xám 20. Tay ngắn này 20. 25 cái quần hết rồi cả nhà. Quần mua có còn đâu, có một cái một thôi. Của con bé kia hàng xã.
Rồi ai lấy xám 20 chốt cho Hoàng xám 20, mà ai lấy xám 25 thì chốt xám 25 nha. Tay dài thì 25. Tay dài mà chủ yếu là tay dài có một cái tay ngắn nó lọt vô nha. Hoa xám này, hoa xám 20 là lấy cái tay ngắn, còn mà hoa xám mà 25 thì lấy cái tay dài, hiểu không? Mọi người ơi, hiểu không? Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, hoa xám. Cái màu xám xám mà hoa hoa như vậy nè. Ai lấy cái tay ngắn thì chốt hoa xám 20 nè. Còn ai lấy cái tay dài thì chốt hoa xám 25 nha. Còn mấy cái nữa là hết luôn mẫu này nha. Rồi là vĩnh biệt, vĩnh biệt cái mẫu tay dài, không bao giờ còn hàng nữa. Giờ đi tìm khắp thế gian không còn hàng tay dài nữa. Chị đâu khi nào chị tự chốt hàng trên livestream xong gửi, có một cái tay ngắn thôi còn lại tay dài không à. Không khi nào chị tự động gửi hàng hết, khi nào cũng chốt với khách xong khách ok mới gửi chứ. Thì lúc đó muốn gửi đi đâu thì mọi người báo. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Ai lấy thì chốt hoa xám. Hoa xám nha. Rồi cái mã này Hoàng sale cho mọi người. Hoa xám 20 là tay ngắn này cho Emmy Ngọc nè. Ủa, hoa xám 25 chứ. Emmy Ngọc là tay dài đó. Emmy Ngọc nè. Emmy Ngọc 25.000. Hoa xám mà tay ngắn là cho chị Trần Sâm nè. Tay ngắn là hết nha. Có một áo duy nhất thôi nó bị lộn vô đây á, cho nên Hoàng sale. Rồi xong. Tay dài có cổ đỏ. Có cổ đỏ hả? Ok nè, cho Isa Bình Thuận nè. Isa Bình Thuận nè. 25 nè. Rồi nè, ai lấy nữa thì chốt cho Hoàng nha. Hoàng qua cái mẫu này cái đã. Sao hôm nay Hoàng ăn sáng rồi mà Hoàng hơi đói bụng quá vậy? Không lẽ tắt livestream đi ăn chưa? Xong rồi live tiếp trời. Sao đói như chó sói vậy? Rồi cái mẫu này sale 25.000. Ở quên 28.000, giờ sale cho mọi người 22.000 luôn. Ê cái baggy này đẹp quá. Baggy này đẹp quá, baggy caro đậm này đẹp quá. Trời ơi bán tào lao rồi. 22.000 tào lao rồi. Form 57 58 ký trở lại. 57 58 ký trở lại mặt đẹp nha. Quần là có túi baggy hàng xịn nha. Baggy nè. Bét ghi nha, cỡ tới mắt cá mình mặc hàng xịn luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã caro. Quần, quần 22 nha. Quần caro 22. Ai lấy chốt cho Hoàng quần 22. Form 55-56kg. Mặc đỉnh luôn. Quá đẹp luôn. Cái này là đẹp quá đẹp luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Quần caro. Quần caro. Đẹp dữ rồi trời. Trời ơi bán mà sót nguyên một cái ri quần ở đây luôn, không biết luôn. Đẹp giả man luôn. Cao 1m58 thì 60kg cũng được nha. Cao 1m58 thì 60kg. Nghỉ xả hơi đi chị. Ăn đi rồi like. Thiệt luôn á, đói như chó sói. Ủa lúc sáng em ăn một dĩa cơm tấm rồi mà. Đi xa bình thường. Mà em cũng có uống ly cà phê rồi mà sao em còn đói dữ vậy. Em ham ăn quá mà. Isa Bình Thuận 22.000. Ok nè, cho Quyên Quyên 22.000. Ai lấy chốt cho em quần nha. Quyên Quyên nè, 22 nè. Cái này là xả luôn. Muốn xả cho mọi người đủ đơn rồi em xuống là em chốt hàng luôn. Em lười lên tiếp á. Em mà xuống like rồi là em chốt hàng chứ. Em còn lên like tiếp là em like mít đến mai luôn. Chưa chốt xong nữa. Caro cho bà Kim Thanh nè. Khổ lắm. Live miết thì được chứ xuống live stream rồi thì lại làm việc khác. Ở trên live stream thì live hoài vậy đó. Chứ xuống live stream thì 1.001 khác, việc khác. Chứ đâu có không. Không, cái caro này bét ghi. Rồi còn một cái đầm nhung vẫn còn sót đây 19.000. Đầm nhung 19.000 nha. Form này là 60-65kg mặc được. 65kg mặc được nhưng mà nó là dạng bo bo nha. Còn bạn nào gầy thì nó sẽ không bo. Còn bạn nào béo thì nó sẽ bo. Sale 19.000 chốt cho Hoàng đầm nhung. Bầu nhanh đó kiểu này chắc tăng cân đến ngày lên bàn sinh chắc là 90kg quá. Sáng khác giờ. Giờ hơn 12 giờ rồi. Thiệt luôn á. Giờ rất lẽ là ăn trưa mà lấy gì không đói chị ha. Nghĩ sao bây giờ em ăn sáng mà em còn nói bây giờ. Em cũng bó tay luôn. Rồi ai lấy đầm nhung chốt cho em đầm nhung. Quần này cho chị Nguyễn Thị Mười. Ý là bà chồng em bà đi bảo dưỡng xe rồi bà không có ở nhà đó. Rồi em cứ like cố vậy chứ bà có ở nhà bà chửi chết.
Quần caro 22 thôi chị Nguyễn Thị Mười ơi, không phải 25 nha. Bà mở nhà bà chửi chết. Nó làm thì cũng vừa phải thôi. Làm cái mặt coi. Ôi, ok chốt cho Emy nè. Emy Ngọc Đầm Nhung nè, 19.000 nè. Cái Đầm Nhung đó nhập vô không là đã 27-28.000 rồi đó. Xeo lụi, xeo thí hết. Rồi cái legging còn 2 cái này tri ân cho mọi người 10.000 một cái nha. 10.000 tại vì foam này nó hơi nhỏ cỡ 50-52kg à. 50-52kg mặc vừa nên xe cho mọi người 10.000. Xe cho mọi người 10.000 nha. 50-52kg mặc được thôi. Tan mạc đầy đủ, có túi đàng hoàng, có túi đàng hoàng nhưng mà chưa có ai mổ túi ra rồi đưa ra thôi. Nè. Chứ đẹp lắm luôn á. Rồi ai lấy thì chốt cho em. Ai lấy thì chốt cho em nha. Legging 10. Legging 10 chắc em phải nghỉ một xíu quá. Em phải nghỉ một xíu quá. Vô em ăn cái gì quá. Legging 10 nha. Cái này sale 10 tại vì size nó bé bé, sale cha nó 10.000. Isa Bình Thuận nè, ok nè. 10.000 nè. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Kim Thanh còn có một cái thôi bà ơi. Để chị lại đằng kia chị coi thử có ai nó xả ra không. Có ai xả ra không thì xả cho em luôn. Isa Bình Thuận có nè. Với lại Kim Thanh nè. Kim Thanh nè. Bị ni lông toàn là bị rách hết trơn. Kim Thanh 10.000 nè. Đồ của con bé này đi, tại con bé này nó không có đủ đơn. Đây, còn một cái nữa nè, cho Kim Thanh tiếp luôn nha. Cái này 15.000 mà chị cũng xả tính em 10.000 luôn á, cho bà Kim Thanh luôn nè. 10.000. Cái gì vậy? Lấy em cái chị đang mặc cái gì vậy? Lấy em cái gì chị đang mặc là sao? Thu tiền quần 10 là hết trơn. Lấy cái gì mà chị đang mặc vậy? Cái gì đây? Ê, một cái áo đá này sale luôn 19.000 luôn. Áo đá sale 19.000 nha. Form này cỡ 54kg trở lại mặc được thôi. Đá không là đá luôn, sale luôn 19.000. Form 54kg 39 bây giờ sale còn có 19 á. Rồi sale luôn 19.000 nha. Những chị mà không đủ đơn thì Hoàng xả rồi Hoàng bán lỗ cho khách khác mua cho gọn. Chứ mà cứ để lầy nhầy đầy kho hết. Khách quen không nói chứ khách lạ mình giữ biết bao giờ. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng đá, áo đá. Áo đá nha, sale luôn 19.000 cho xong. Isa Bình Thuận này xả luôn. Xả luôn của khách này bán cho Isa Bình Thuận 19.000 nè. Hoàng xả lỗ cũng được, bán cho nó gọn. Chứ bây giờ mỗi người có một hai cái để hoài đó. Rồi cái legging này sale 9.000 nè. Cái legging này thì nó ôm nha, legging này là Quảng Châu. Nó ôm vào người và nó có đá, đính đá như vậy nè. 55-57kg mặc ok. 55-57kg mặc ok 9.000. Chốt cho Hoàng legging 9.000 nha. Legging này hàng Quảng Châu. Legging 9.000. Ai lấy chốt cho Hoàng legging 9.000. Ai lấy chốt cho Hoàng legging 9.000 nha. Rồi xả luôn 9.000. Tạm biệt những cái mẫu. Còn một cái cho nó gọn. Legging 9.000. Legging 9.000 nha, ai lấy chốt cho Hoàng legging 9.000. Tường vi hoa ok nè. Tường vi hoa ok nè. Tường vi hoa 9.000 ok. Lấy em áo sọc đen chị đang mặc rồi ok em. 20.000 nha cho Loan Lê nè. Loan Lê 20 nè. Ok nè, áo giống chị mặc 20.000 nha. Cho Loan Lê nè. Ok, Loan Lê. Rồi, đi đi, phải đi đây. Thôi, Hoàng Lai. Hoàng like cái ri này nữa xong rồi Hoàng nghỉ á nha. Ai chưa mua đủ thì hồi nhắn tin cho Hoàng giữ đơn hay là mua thêm gì đó.
còn ai đủ rồi thì chắc chiều nay Hoàng phải nghỉ chốt hàng cho đi, chứ vì nay là cuối tuần rồi, không có chốt hàng kịp là nó phải giữ qua tới đầu tuần luôn. Rồi mẫu này Hoàng xe cho mọi người 17.000, còn một ri xả lỗ 17.000 trước khi xuống livestream này. Một ri nó đủ màu luôn nha, thấy chưa? Cho coi màu trước nè, phôm này 55kg thôi. Màu này là màu trắng kem nè, màu này là màu hồng nè, màu vàng nè, hồng phấn nè, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu hồng con heo nè, rồi màu xanh biển nè, màu xanh biển nè, màu xanh này là xanh ngọc ha. Mẫu này còn một ri xe cho mọi người 17.000 luôn nha. Coi kiểu nè, 55kg trở lại mặt đẹp nha, 55kg trở lại mặt đẹp. Mình xả hết cái ri này mình xuống live stream á, chứ bán miết đến mai thì đồ nó cũng còn. Lấy em sọc vàng 20 cho đủ đơn. Ý là cái áo này á hả em? Emi Ngọc hả? Ok em, Emi Ngọc nè, 20 nè, em lấy một cái áo này nữa đúng không? 20 cho đủ đơn đúng không? Ok cục cưng nè, Emi Ngọc nè. Ai chưa đủ thì mọi người cứ nhắn tin cho Hoàng, tại vì giờ trễ lắm rồi, bầu bí mà la như vậy chết luôn á, nó đói nó xỉu. Đồ thì nhiều lắm, cả kho luôn mọi người thấy không? 17.000 nha, form 55kg trở lại mặt đường, chất KT Thái, siêu đẹp luôn. 55kg quay đầu trở lại, mặt bao đẹp luôn, đẹp ngất ngay luôn nha. Mà 55kg trở lại thôi. Nè, cái mẫu nó như vậy nè, mẫu nó là gài nút như vậy nha, đẹp ơi là đẹp luôn, thấy chưa? Đó, đó, lấy cho, chốt cho Hoàng. 55kg nha, KT nha, quá dễ thương không? 17.000 thôi, 17.000 thôi, xả luôn cho mọi người cho đủ đơn á, bán tri ân cho mọi người để mọi người đủ đơn, chứ bây giờ mà bán cao thì sợ mọi người không đủ đơn nữa, cho nên là xả luôn cho mọi người đủ đơn nè, chứ mất công. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng 17 nha. Bộ màu vàng là một nè, vàng xanh ngọc xanh biển đỏ nè, vàng nè, xanh ngọc đỏ nè, xanh biển nè, xanh ngọc nè, ok nè, cho Isa Bình Thuận nha, quá đẹp luôn, không có ai bán cái bộ này vậy ra. Vàng nè, xanh, vàng xanh ngọc xanh biển đỏ, ok cho Isa Bình Thuận nè. Isa Bình Thuận, cái này chỉ có Hoàng bán giá 17 thôi, chứ còn cái này người ta bán giá là 35.000, 35.000 một bộ, 35.000 một bộ nè. Nhà xả luôn để mà xuống like luôn á. Đây, ok nè, cho em cute một bộ heo nè, em cute là một bộ heo nè, cute một bộ heo 17.000 nè, ok em cute nha. Bộ chết rồi, màu nào cũng được, cho em thu tiền nè, màu hồng nha, cho em thu tiền nè, 17.000 nè. Loan Nguyễn Thị một ri hết rồi, còn đâu có một ri một à Loan ơi. Chốt cho Quyên Quyên nè, một bộ màu trắng kem nè, 17.000 nè. Bộ xanh hết bộ xanh rồi, giờ em nghĩ chưa mới xem được thì chị nghĩ rồi. Ủa vậy luôn ha, hết bộ xanh ngọc nha, còn một bộ màu hồng. Ừ chị, tại vì dạo này chị like hơi sớm á, nên là giờ là chị đã nghỉ rồi, mà hết luôn rồi. Cái này chỉ có một ri nên mới xả cho mọi người giá này, chứ bình thường đâu có. Bình thường mà bán vậy là sạch báu. Còn một bộ màu hồng này cho Phương Mai đúng không, là hết nha. Form 55kg trở lại thôi, chứ không phải ai cũng mặc vừa đâu. Đừng ham lấy mặc không vừa là chết. Đẹp thì rất là đẹp luôn, nhưng mà không phải là ai mặc cũng vừa. Lên nữa thì lại không có thời gian để chốt đơn em, tại vì bây giờ xuống là phải chốt đơn thôi, vì là đơn phải chốt cho kịp đi. Rồi nè, bộ màu hồng này cho Phương Mai nha, đơn là chị phải chốt cho đi, chứ nhiều lắm rồi, để là nó lộn xộn tùm lum hết á. Rồi cho mọi người mua 2-3 like vậy là xong rồi đó. Cho Phương Mai nè, tại vì ngày hôm nay á, mà không chốt đi á, thì ngày mai là chủ nhật rồi, buôn bán nó đâu có đi hàng đâu. Chủ nhật thì buôn bán đâu có đi hàng đâu.
mọi người một cái ri này sale nữa nha, bộ hồng hết luôn rồi. Rồi bán xong cái ri này nữa là xuống livestream nha. Nói hoài chưa xuống được, vẫn cứ đi tìm đồ sale cho mọi người. Sale cho mọi người cái áo này bình thường bán 28.000 nè. Giờ sale cho mọi người là 17.000 nha. 17.000 cho đủ đơn và xuống livestream nè. Cho đủ đơn là xuống livestream nha, 17.000. Áo này biết form nhiêu ký mà vừa nữa. Từ từ, rẻ hơn bé khách sĩ của Hoàng lấy luôn. Không đâu, ăn xong chị cũng không có lên. Chị phải chốt hàng á, ăn xong nghỉ một xíu rồi chốt hàng chiều để kịp cho bưu tá nó đi hàng. Rồi form này là 57 58 ký ha. 57 58 ký nha cả nhà, sale 17.000. 57 58. Để Hoàng trồng thử cái vô, Hoàng không biết nhiêu nữa. Mình mà trồng vô vườn là phải 60 luôn. Mọi người đừng có chốt cái cổ màu gì nha. Cái này là chốt đại khái thôi chứ vì là hàng sale mà. Hàng sale cho mọi người đủ đơn nên mọi người đừng có chọn lâu quá là Hoàng xuống livestream luôn á. Hoàng thử coi. Áo cá sấu nha, sale 17.000. Cái này là sale lỗ bán phi ân cho mọi người mua thêm cho đủ đơn á. 60 kg trở lại thôi. 60 kg trở lại nha. 60 kg trở lại thôi Hoàng. 68 kg Hoàng mặc cái tay nè, bị chật nè. Hoàng mặc cái tay bị chật nè. Đó, Hoàng mặc là cái tay bị chật nha. Tại vì Hoàng là 68 kg rồi. Đang bầu bí mà. Đang bầu bí 68 kg Hoàng mặc không vừa nha. 57-58 kg trở lại chính xác nhất, đẹp nhất. 57-58 kg nha mấy tình yêu. Năm bảy năm tám ký thôi. Bây giờ Hoàng sẽ bắt đầu chốt nè. Ok, màu trắng cho chị Hạnh Tuyết nè. Mấy chị thấy được màu trắng hả? Màu trắng cho chị Hạnh Tuyết nè. Em chốt hết cái mẫu này nữa là em xuống live stream á. Hạnh Tuyết 17.000 nè. Có xíu nữa bà chồng em về bà thấy em còn ngồi đây live, bà chửi em chết. Màu đỏ cho em Phương Hướng này, ok nè. Màu đỏ cho Phương Hướng hai áo nè. 17.000 nè. Không có ai bán cái áo này 17.000 hết nha cả nhà ơi. 17.000 em xả cho mọi người đủ đơn á. Ok, áo trắng cho Thi Thi nè. 17.000 nè. Tiếp đến là ai nè? Mọi người ơi, mọi người không có chốt màu bây giờ nè. Hai cái cho Trang Nguyễn hả? Trang Nguyễn hai cái hai màu được không? Bây giờ này còn màu xanh với màu hồng với màu tím. Màu xanh, màu hồng, màu tím nha. Màu xanh, màu hồng, màu tím. Trang Nguyễn hai cái thì lấy màu hồng với màu xanh đi được không? Trang Nguyễn nha. Màu xanh với màu hồng nha. Trang Nguyễn nè. Trang Nguyễn 17 nè. Trang Nguyễn 17 nè. Rồi chỉ còn màu tím với màu xanh thôi. Áo cam sau lưng chị nhiêu vậy chị? Áo khoác hả em? 65.000. 65.000 á em à. Rồi nè cả nhà, chốt màu cho Hoàng. Còn màu tím với màu xanh thôi. Còn một cái màu tím với một cái màu xanh nha. Ai lấy thì báo Hoàng luôn rồi Hoàng xuống live stream luôn đó. Xanh hồng hả? Xanh hồng chị chốt cho con bé Trang Nguyễn mất tiêu. Còn đầm 62 kg không chị ơi? Nguyên nhữ chắc không có vào mua. Chắc hồi chị xả đơn quá. Rồi màu tím với màu xanh nữa là hết nha. Màu tím với màu xanh nữa là hết nè. Màu tím này là cho chị Hạnh Tuyết. Màu xanh nữa là cho em Phương Hướng là hết nha. 17.000. Tại vì giữ đơn mà từ lưng tà la hết rồi nó lộn xộn từ lưa hết á. Rồi ok cho em Phương Hướng nè. Cố tình xả cho mọi người đủ đơn chứ có cái đồ gì mà 17.000. Em xả muốn điên luôn á. Ok cho Phương Hướng này. Thôi em xuống live stream nha. Em đói bụng em mệt rồi. Chị nào đủ đơn thì em chốt cho Hoàng đi. Rồi ngày mai á là em sẽ đi lựa hàng rồi em không live stream được đâu. Ngày mai là em sẽ đi săn hàng, em không có live stream được đâu nha mọi người. Có live thì sáng thứ hai mình mới live lại. Áo sơ mi hả 35.000 em Loan ơi.
35.000 nha em Loan Nguyễn Thị. Ngày mai là chủ nhật Hoàng sẽ đi săn hàng nên không có live stream. Tất cả những đơn hàng là chiều nay, dù muốn dù không, đủ hàng thì Hoàng sẽ chốt gửi. Nếu như mà bạn nào mà không gửi á thì là có thể là Hoàng sẽ xả hàng. Còn nếu như mà gửi rồi mọi người muốn lựa thì mọi người cứ lựa theo bình thường thôi nha. Cái lựa theo bình thường thôi. Cái gì đây trời? 19.000. Dạ em gộp đơn Yến Thanh qua cho chị luôn. Ok chị Hạnh Tuyết nha. Rồi 19.000 nha cả nhà. Em xả luôn cái này, áo phông rộng 19.000. Còn 1, 2, 3 mấy cái nữa này em xả luôn nha. Ai lựa thì lựa nè. Phông áo 28.000, giờ em xả 19.000 hết cho mọi người nè. Rồi ai lấy chốt cho em xanh cây dừa 19.000 free size nha. Chất áo xịn lắm. Free size từ 40kg đến 65kg mặc vừa, chất áo dày dặn và đẹp vô cùng luôn. Có 7-68kg mặc vừa hết nha. Nhỏ thì nó giấu quần, còn lớn thì mặc đẹp vô cùng luôn. Rồi ai lấy xanh cây dừa chốt cho Hoàng 19.000. Thứ hai mới like lại em. Ngày mai là chị phải đi săn đồ rồi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng xanh cây dừa. Rồi ok Kim Thanh khách sạn thì chị giữ được. Lấy em cái áo dạ dạ quang ở trên kệ dưới nha. Rồi thấy luôn hả? Rồi ok ok. Dồn đơn cho em được không chị? Có xíu nữa chị xuống livestream rồi chị soạn rồi chị dồn luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Xanh cây dừa, xanh cô gái sale 19.000 nha. Cái này là cực đỉnh luôn. Sale 19.000. Xanh cây dừa, xanh cô gái. Ok cho cô Kim Loan này. Ok em Kim Loan Nguyễn Thị nha. Ok đợi chị xíu. Xanh cây dừa với xanh cô gái cho cô Kim Loan hết đúng không? 19.000 cho cô Kim Loan 19.000. Áo sơ mi này là phôn từ 40kg cho đến 65kg. Trước Tết là bán 35.000 á. Trước Tết là bán 35.000 mà giờ sale. Giờ là sale có mười mấy ngàn. Ủa 35.000. Đây này cho Loan Nguyễn Thị đúng không? Ok. 35.000 cho Loan Nguyễn Thị nè. Đợi hỏi chị xíu nha em Phương Hướng. Loan Nguyễn Thị nè. 35.000 nè. Rồi nè, tự nhiên thấy rớt ở mô ra một cái áo nữa nè. Mọi người biết không, Hoàng nhập vô cái mẫu áo này 25.000. Cái áo có cổ này nè, Hoàng nhập vô là 25.000 một áo rồi đó. Mà sale 17.000, sale lỗ hết 8.000 một áo. Chưa kể là chi phí vận chuyển từ trong đó về, mỗi cái áo phải chịu 1.000 nữa. Còn một cái đỏ nè 17 nè. Hàng mà hàng có cổ cá sấu này ai mà bán 17. Chốt rồi nha em ơi. Em ok rồi là hàng chị gói rồi đó. Hàng có bé nhân viên nhà chị gói rồi đó. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Một cái áo đỏ 17. Một áo đỏ 17 nè. Còn sót cái nè. Nhập vô rồi đã 25 rồi đó. Cái này là phải về là phải có chỗ thì nó bán 35. Như Hoàng thì Hoàng bán 28. Hoàng lời 2-3 ngàn cái gì đó. Rồi áo dạ này cho em Phương Hướng nha. Áo cam Lê hả? Áo cam phía sau hả chị? Áo khoác hả? Áo cam khoác phía sau 65.000 chị. Rồi một cái áo khoác xanh dạ này đúng không Hướng? Màu đỏ này cho Phương Mai hả? Màu đỏ cho Phương Mai. Ủa màu đỏ cho ai trước vậy? Màu đỏ cho chị Vi Nguyễn nè. Chị Vi Nguyễn trước nha cả nhà ơi. Màu đỏ cho chị Vi Nguyễn nè. Chị Vi Nguyễn này là ghé nè. 17.000 nè. Rồi nha, chị Vi Nguyễn không phải trước nha. Áo dạ này chị sale 40.000 cho em Hướng luôn nè. Xanh dạ nha, sale 40.000. Phôm 40kg đến 65kg mặc vừa luôn. Nó hơi bụi bụi xíu nha. Bụi xíu xíu thôi, giặt nước ra nha. Giặt nước ra không có chi hết trơn á. Tan mạc đầy đủ, đẹp nhất nách. 40.000 luôn, chị xả luôn. Không còn thời gian nữa vì quá mệt rồi. La từ lúc sáng giờ quá mệt đi. Phương Hướng nè, 40 nè, chị xả luôn 40 luôn. Áo đỏ 17 hết rồi, chị Nguyễn Thị 10 ơi, đâu có còn. Không có cái thôi, mấy chị chốt trước mới có. 19.000 nè, chốt cho em. Màu đen 19 nha. Đen 19 nè, phôm rộng tay lỡ em còn mấy cái nữa em xả hết cho mọi người 19 luôn. Đen cô gái 19 nè, được chưa? Đen cô gái 19. Còn mấy cái này nữa em xem 19.000 hết cho mọi người. Đen cô gái còn 2 cái nè. Tím cô gái nè, còn 1 cái nè. Phôn rộng tay lỡ nha. Sale 19.000 luôn. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng.
Ai lấy thì chốt cho Hoàng. Đen cô gái 19 với lại tím cô gái 19 còn 2 cái. Rồi, một cái đầm tím 10.000 luôn. Sale cái đầm tím này 10.000. 55kg mặc được, 55-56kg mặc được. Đầm tím thì sale cho mọi người 10.000. Đầm tím sale 10.000. Đen 19 cho kim thanh nè. Đen màu 9 cho kim thanh nè. Ok, Trang Nguyễn nha, chị nhận được tin nhắn của em rồi. Cho kim thanh nè. 19.000 nè. Rồi ai lấy tím với đen, cô gái nè, phông rộng tay lỡ nha, 19.000 nè. Đó, còn một hai cái thì nữa là bức xô hết luôn á. Đầm tím cho Isa Bình Thuận trước em Phương Hướng nè, 10.000 nè. Isa Bình Thuận nè. Bây giờ ngày nào cũng like từ sáng đến tối cũng làm gì hết đồ được. Lấy một lần là hàng ngàn, hàng vạn đồ mà. Like từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, like qua hôm sau nữa còn chưa hết đồ. Like nguyên một tháng còn chưa hết đồ nữa, đầm tím hết. Còn một cái áo thể thao 15 nè. Còn một cái áo thể thao sale 15 nha. Gì? Đi ra đằng sau đi đợi mẹ xíu. Đây, rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Ai lấy chốt cho Hoàng nha, áo thể thao 15. Áo thể thao này sale 15.000 nha cả nhà. Phôn cỡ 50kg mặc vừa. 50kg mặc vừa chị Trịnh Mai. Chưa có đơn. Bây giờ chị chốt tím cô gái thì em cũng không có làm gì được hết. Mấy chị vào sau á thì khỏi chốt nha. Tại vì bây giờ em có mấy chị chốt được có một cái, em cũng đâu có chốt hàng gì được đâu. Bữa sau vào mua với chị. Em xuống live stream rồi. Em chỉ là sale cho những bạn mà có đơn rồi, mua cho đủ đơn thôi. Rồi, ai lấy gì nữa không? Không thì em xuống live stream nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye cả nhà. Rồi thôi em xuống live stream đây. Chúc cả nhà mình một buổi trưa thật là vui vẻ, thật là hoan hỷ. Bye bye các tình yêu của em. Chiều là em sẽ chốt đơn và không live stream. Những ai mà mới mua ngày hôm nay thì em mới giữ đơn, với điều kiện mọi người nhắn tin cho em biết. Còn những ai mà đã mua từ hôm trước thì buộc lòng hôm nay phải chốt đơn, chứ em không giữ nữa nha. Nhưng mà ví dụ như bắt đắc dĩ hôm nay mấy chị mới vô á, thì mà không có đủ đơn hoặc là đơn còn ít á, mà khách quen nữa mà chốt thì cũng thấy tội mấy chị, tốn tiền ship. Nhưng mà khách lạ thì không lấy là em sẽ xả thôi. Qua đầu tuần là em sẽ xả ra và bán cho khách mua. Tím cô gái chốt cho cô Kim Loan. Chứ em không giữ nữa nha. Chứ đồ giá rẻ quá mà mình giữ biết bao giờ. Em biết giữ đến bao giờ. Ok cho cô Kim Loan. Có rồi em nha. Có rồi nha em Loan Lê nha. Cô Kim Loan 19.000 nè. Áo xanh sau lưng. Chị ơi em đâu có cái áo xanh nào sau lưng chị. Cái bộ đó là bộ pyjama chị ơi. Không có cái áo xanh nha chị. Rồi thôi em xuống live stream nha. Tại vì chị Nguyễn Nguyên Nhẫn là hôm qua là em có nói với chị là em có live stream để chị vào mua, mà không thấy chị vào mua. Bây giờ là qua đầu tuần là em xả thôi, chứ không đủ đơn cho hôm nay chốt là em sẽ gom lại một đống là qua đầu tuần xả thôi. Chứ bây giờ là nó lộn xộn lắm. Chủ nhật mà em đi tìm hàng xong mà về khỏe thì em sẽ live stream. Nhưng mà không hứa, vì chủ nhật là những ngày mà em dành cho thời gian em nghỉ ngơi, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, đi lấy hàng, lấy hóa. Bye bye cả nhà nha.